Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 92. Đạo Minh khẽ chớp mắt, chưa từng nghe đến. Diệp Huyên cười ha hả, chỉ là tên vô danh tiểu tốt thôi, các hạ chưa nghe đến cũng rất bình thường. Đạo Minh nhìn Diệp Huyên, đang định nói thì lúc này, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng, luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng xuất hiện từ trên trời tràn xuống. Ầm, không gian xung quanh lập tức sôi trào. Tất cả mọi người đều nhìn luồng sáng trắng đó, luồng sáng trắng dần dần tan đi, một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người đàn ông áo trắng cao lớn, lưng đeo một thanh trường kiếm, quanh người có ánh sáng rực rỡ thoát ẩn thoát hiện. Đứa con trời chọn. Nhìn thấy người này, tất cả người trẻ tuổi trong sân vội vàng thi lễ, cho dù là Đạo Minh kia và hai tỷ muội Thiên Hàm cũng khẽ thi lễ. Trong không trung, thiên tử nhìn xuống bên dưới, cười nhẹ, chư vị không cần đa lễ, lần này triệu tập chư vị đến là muốn nói với chư vị một chuyện, đó là hôm nay Thiên Ma tộc đã tuyên chiến với Thiên Đạo Thành chúng ta. Tuyên chiến. Nghe vậy, một vài người bên dưới sắc mặt chợt nghiêm trọng hơn. Lúc này, thiên tử kia khẽ cười, đang định nói thì bỗng nhiên, không gian trước mặt y lập tức nứt toạc, trong không gian tối mịt đó chợt tuôn trào một luồng hơi thở mạnh mẽ. Thấy vậy, sắc mặt mọi người trong sân đều thay đổi, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Thiên tử nhìn phía trước, vẻ mặt tươi cười, không hề có ý định ra tay. Lúc này, trong khe nứt không gian tối đen kia, một thanh niên mặc áo đen bước ra, người đàn ông áo đen tóc tai bù xù, vô số luồng khí đen vây vẩn quanh người hắn ta, tựa như một lốc xoáy màu đen. Lâm Ma, người đến chính là cao thủ đứng đầu trong những người trẻ tuổi của Thiên Ma tộc hiện tại, Lâm Ma. Lâm Ma liếc nhìn mọi người bên dưới sau đó nhìn thiên tử, khẽ nhếch miệng, các ngươi có dám đến chiến trường ngoại vực đánh chiến không? Ra chiến thư. Thiên tử cười nói, có gì không dám. Lâm Ma liếc nhìn sau lưng thiên tử, tộc trưởng nhà ta có lời, trận chiến này chính là người trẻ đấu với người trẻ, lão bối không nhúng tay. Thiên tử chợt cười, chớ có nhìn sau lưng ta, ta có thể làm chủ. Lâm Ma nhìn thiên tử, cười nói, sớm đã muốn lĩnh giáo đứa con trời chọn trong truyền thuyết rồi, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng, ta ở chiến trường ngoại vực đợi ngươi. Nói xong hắn ta đã quay người biến mất. Trong không trung, thiên tử cúi đầu nhìn mọi người bên dưới, chư vị, có dám cùng ta đến chiến trường ngoại vực đấu với chúng một trận không? Dám. Ở phía dưới, hàng loạt người giống gào ầm ĩ. Chiến trường ngoại vực. Trên trời, thiên tử vung tay phải, trước mặt y chợt xuất hiện một khe nứt không gian. Chiến trường ngoại vực lại được mở ra. Thiên tử nhìn xuống bên dưới, đi. Nói xong, y lập tức đã biến mất. Bên dưới, vô số cao thủ trẻ tuổi đồng loạt xông thẳng lên trời, đi vào trong khe nứt không gian kia. Thiên Hàm nhìn Diệp Huyên, đi. Nói rồi nàng ta khẽ dẫm chân phải, phóng thẳng lên trời. Diệp Huyên và Thiên Nhãn cũng đi lên theo. Không lâu sau, đông đảo cao thủ loài người đi vào trong thông đạo không gian. Diệp Huyên ở bên cạnh Thiên Hàm nhìn thiên tử dẫn đầu ở phía xa, nói trong lòng, tiền bối, người được trời chọn thật sự lợi hại sao? Tầng 9 nói, không phải lợi hại, là rất lợi hại. Tiểu tử, người cũng chưa chắc đánh lại được tên này đâu. Đương nhiên, hắn muốn giết người hẳn thì cũng không có khả năng, tên nhóc nhà ngươi thân xác đã đạt đến bất hủ, lại thêm mấy thần vật kia, muốn tiêu diệt ngươi cũng quá khó. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, đạt đến thân xác bất hủ rất khó sao? Tầng 9 nói, đại ca à, người cho rằng rất đơn giản sao? Diệp Huyên cười nhạt, ta cảm thấy hình như không phải quá khó. Người xem ta, chốc lát đã đạt đến bất hủ rồi. Ta cảm thấy, không bao lâu nữa ta có thể đạt đến kim thân bất diệt rồi. Tầng 9 trầm mặc một lúc, sau đó nói, lão tử không muốn nói với ngươi nữa. Diệp Huyên. Ngay lúc này, Đạo Minh kia đột nhiên đến bên cạnh Thiên Hàm, Đạo Minh khẽ cười, Thiên Hàm muội muội. Thiên Hàm chợt nói, Đạo Minh huynh. Có thể gọi ta là Thiên Hàm. Đạo Minh chợt sững người, sau đó cười nói, Thiên Hàm, nghe nói kiếm của muội đã đến bán bộ nhập phàm, chúc mừng chúc mừng. Thiên Hàm khẽ gật đầu, cảm ơn. Đạo Minh vẫn muốn nói gì đó, Thiên Hàm đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên bên cạnh, ngươi từng học kiếm sao? Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, người phụ nữ này cảm nhận được gì rồi sao? Thiên Hàm nhìn Diệp Huyên,
đợi câu trả lời. Diệp Huyên cười nói, ta chưa từng học kiếm, ta chỉ là một thể tu đơn thuần. Thiên Hàm trầm giọng nói, ngươi tạo cho ta một cảm giác rất kỳ lạ, lúc kiếm của ta ở gần ngươi thì nó lại có phản ứng. Diệp Huyên cười ha ha, có lẽ là vì ta đẹp trai. Thiên Hàm ngây người. Lúc này, Đạo Minh kia chợt cười nói, Huyền huynh là thể tu. Diệp Huyên gật đầu, thể tu. Đạo Minh liếc nhìn Diệp Huyên, khẽ cười không nói gì. Lúc này, cảnh tượng trước mắt mọi người chợt biến đổi, rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều xuất hiện ở chiến trường ngoại vực. Mà đối diện trước mặt bọn họ không xa là người Thiên Ma tộc đang đứng, dẫn đầu chính là Lâm Ma kia. Lâm Ma nhìn Thiên Tử, cười nói, hai chiêu. Thiên Tử khẽ cười, đến đi. Nói xong y đột nhiên đánh ra một quyền. Ầm ầm. Quyền vừa đánh ra, mọi người trong sân đều biến sắc. Bởi vì lúc này, cả đất trời lập tức trở nên hư ảo, tựa như cả đất trời cũng không chịu đựng nổi một quyền này. Diệp Huyên cũng có phần kinh ngạc, uy lực quyền này mạnh hơn hắn dự đoán nhiều. Thiên đạo quyền. Vẻ mặt Đạo Minh ở bên cạnh Diệp Huyên vô cùng nghiêm trọng, chưa từng nghĩ đến, thiên đạo quyền trong truyền thuyết lại mạnh đến mức này. Thiên đạo quyền. Diệp Huyên nhìn phía xa, Lâm Ma kia chắp hai tay hình chữ thập, ngay sau đó, hai tay hắn ta đánh mạnh về phía trước, Thiên Ma đại thủ ấn. Ầm. Phía sau Lâm Ma, mây đen tụ về cả một vùng, một bàn tay khổng lồ màu đen chợt xuất hiện, sau đó đánh mạnh về phía Thiên Tử. Ầm ầm. Một âm thanh như sấm sét vang lên, rung động cả đất trời. Ầm 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 ầm. Không gian xung quanh đột nhiên dao động mạnh. Từng luồng sức mạnh to lớn liên tục dao động khắp xung quanh, mọi người xung quanh đồng loạt bị đẩy lùi. Đột nhiên Thiên Hàm cầm kiếm tiến lên trước, một luồng kiếm ý mạnh mẽ từ trong kiếm dâng trào, ngăn cản luồng sức mạnh kia, nhưng nàng ta vẫn bị đẩy lùi mười mấy trượng. Còn Diệp Huyên, sức mạnh này không hề ảnh hưởng đến hắn chút nào, nhưng hắn vẫn làm bộ ra vẻ, giả vờ lùi ra xa trăm trượng. Khiêm tốn. Bây giờ hắn phải khiêm tốn. Diệp Huyên vừa dừng lại, thiên nhạn kia đột nhiên đã xuất hiện bên cạnh hắn, thiên nhạn nói, ngươi giả vờ cái gì? Diệp Huyên nhìn thiên nhạn nói, ngươi không hề kém hơn thiên tử kia, có đúng không? Nghe vậy, Diệp Huyên kinh ngạc trong lòng, người phụ nữ này đoán ra sao? Ngay lúc đó, thiên tử và Lâm Ma ở phía xa kia đột nhiên biến mất cùng lúc, ngay sau đó, một vùng sáng trắng và đen bỗng chốc chạm trán trên bầu trời, cả đất trời rung chuyển. Mặt đất xung quanh đều vỡ nứt. Diệp Huyên nhìn hai người kia, không thể không nói thực lực hai người này quả thực rất mạnh. Không thể xem thường người trong thiên hạ này. Trên bầu trời đột nhiên thiên tử vung tay phải, một cây thương trắng hư ảo phá không bay đến, vùng đất trời này lập tức trở nên hư ảo, không gian xung quanh cũng bị rạn nứt. Lâm Ma ở phía đối diện khẽ nhếch miệng, hắn ta đánh mạnh một quyền. Ầm ầm. Khoảnh khắc hai luồng sức lực va chạm, cả bầu trời lập tức trở nên tăm tối. Nhưng rất nhanh sau đó, không gian vỡ nát kia lại khôi phục bình thường, mà thiên tử và Lâm Ma kia cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hai người đối diện nhau, khoảng cách trăm trượng, thiên tử để tay phải sau lưng, vẻ mặt cười nhạt. Lâm Ma hơi nhếch miệng, tay phải siết chặt thành quyền, trong quyền chứa đựng sức lực mạnh mẽ to lớn. Thiên tử cười nói, còn đánh được không? Lâm Ma gật đầu, đương nhiên. Dù sao cũng phải định được sống chết. Nói xong, hắn ta đã muốn ra tay thì lúc đó, đột nhiên thiên tử lên tiếng, ta lại có một lời này, không biết ngươi có chịu nghe không? Lâm Ma nhìn thiên tử, cái gì? Thiên tử cười nói, thế đạo hiện tại, các cao thủ mỗi thời đại đều tụ tập, cho dù là thiên ma tộc ngươi hay là người hộ đạo ta đều không thể xưng bá ngũ duy, không những không thể xưng bá ngũ duy mà thậm chí còn có thể bị những thế lực khác tiêu diệt, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Ma cười nói, ngươi muốn giảng hòa sao? Thiên tử nói, ngươi là người mạnh nhất trong thế hệ người trẻ thiên ma tộc, là tương lai của thiên ma tộc, thái độ và suy nghĩ của ta và ngươi cũng rất quan trọng, không phải sao? Lâm Ma trầm mặc. Thiên tử cười nói, ngươi trở về suy nghĩ thử, nếu ngươi muốn đánh thì ta sẽ đánh với ngươi một trận. Lâm Ma trầm mặc một lúc, sau đó quay người rời đi. Thiên tử quay về bên dưới, hắn ta nhìn mọi người trước mắt. Cười nói, nếu chư vị trên con đường tu hành có chỗ nào không hiểu, có thể đến hỏi ta, có lẽ ta có thể giải thích giúp chư vị. Nghe vậy, mọi người trong sân vui mừng,
một vài người ồ ạt đi về phía thiên tử xin lĩnh giáo. Diệp Huyên nhìn thiên tử, không thể không nói, địa vị thiên tử này ở tinh vực thiên đạo rất cao. Nhưng đây cũng là lẽ thường, đứa con trời chọn, cũng là người thiên đạo công nhận, mà tinh vực thiên đạo này lại thờ phụng thiên đạo, có thể nói, ở mức độ nào đó thì đứa con trời chọn này chính là thay mặt cho thiên đạo. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, thiên tử nhìn sang Diệp Huyên, y cười nói, ngươi là thể tu. Diệp Huyên sững người, sau đó cười nói, đúng vậy. Thiên tử đi đến trước mặt Diệp Huyên, y quan sát Diệp Huyên, khẽ cười, các hạ che giấu rất kỹ. Diệp Huyên liên tục lắc đầu, không không, ta chỉ là người bình thường. Thiên tử đột nhiên nói, Huyền huynh, người có thể dùng thân xác tu luyện đến bất, tu luyện đến trình độ này, thì cũng không phải là người bình thường, người có hứng thú gia nhập người hộ đạo ta không? Gia nhập người hộ đạo. Nghe vậy, mọi người trong sân đều kinh ngạc. Gia nhập người hộ đạo, đây cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng, bởi vì chuyện nhận người của người hộ đạo vô cùng nghiêm khắc. Ở tinh vực thiên đạo có một câu nói, chính là người hộ đạo không cần người. Mọi người đều không nghĩ rằng thiên tử này lại mời Diệp Huyên gia nhập người hộ đạo. Bản thân Diệp Huyên cũng không nghĩ đến. Gia nhập người hộ đạo. Chuyện này hình như cũng không phải chuyện xấu nhỉ. Diệp Huyên cười nói, chuyện này, ta có thể gia nhập sao? Thiên tử gật đầu, người có tư cách gia nhập. Diệp Huyên nói, được, ta đồng ý gia nhập. Thiên tử khẽ cười. Y mở lòng bàn tay, một lệnh bài chợt xuất hiện trong tay hắn, mà lúc đó, một ông lão bỗng xuất hiện bên cạnh thiên tử, ông lão trầm giọng nói, không thể qua loa như vậy. Thiên tử nhìn ông lão, cười nói, không sao. Ông lão còn muốn nói gì đó thì thiên tử lại cười nói, không lẽ đến chút quyền hạn này mà ta cũng không có sao. Ông lão không nói gì nữa, lặng lặng rời đi. Thiên tử cầm lệnh bài đưa cho Diệp Huyên, từ giờ trở đi. Ngươi chính là một thành viên của người hộ đạo. Diệp Huyên nhận lệnh bài, sau đó nói, ta sẽ trung thành với thiên đạo. Trung thành với thiên đạo. Thiên tử cười ha ha, Huyền huynh, ngươi là một người rất thú vị. Lúc này, một người của thiên ma chợt xuất hiện trước mặt mọi người không xa, người thiên ma đó nhìn thiên tử, các hạ, lâm ma mời các hạ đến sông ranh giới gặp mặt. Sông ranh giới? Không thể. Lúc này, ông lão lúc trước đột nhiên xuất hiện bên cạnh thiên tử, ông lão nhìn chằm chằm người thiên ma kia, tại sao hắn không đến nơi này? Người thiên ma không nói gì, chỉ nhìn thiên tử như vậy. Thiên tử bỗng cười nói, ta đi. Ông lão muốn nói gì đó thì thiên tử lại cười nói, không có gì phải sợ. Nói rồi y quay đầu nhìn Diệp Huyên, Huyền huynh, có nguyện ý đi cùng ta một chuyến không? Diệp Huyên nhìn thiên tử, cười nói, được. Thiên tử cười nói, đi. Cứ như vậy, thiên tử dẫn theo Diệp Huyên đi về phía sông ranh giới. Trên đường, thiên tử cười nói, Huyền huynh, ngươi có thể luyện thân xác đến bất hủ, thật không đơn giản. Diệp Huyên nhìn về phía xa, cười nói, ngươi có thể nhìn ra được. Thiên tử gật đầu, Huyền huynh, theo như ta biết, trong thiên đạo thành này, tu luyện thân xác có rất rất ít, mà về ngươi, người hộ đạo ta cũng đã từng điều tra. Nhưng cha không được lai lịch thân phận ngươi, ngươi từ bên ngoài đến. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thiên tử cười nói, vậy ta không hỏi ngươi đến làm gì nữa. Diệp Huyên lắc đầu, đến báo thù. Thiên tử nhìn Diệp Huyên, tìm ai? Diệp Huyên cười ha ha, không nói. Đột nhiên thiên tử mở lòng bàn tay, trong tay hắn có một cuốn sách cổ, y đưa cuốn sách cổ cho Diệp Huyên, đây chính là thiên đạo pháp thân. Ta không không am hiểu tu luyện thân xác, để ta giữ cũng vô dụng, cho ngươi vậy. Thiên đạo pháp thân. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, để tu luyện thân xác. Thiên tử gật đầu, đúng vậy. Lúc này, tầng 9 lại nói, đây là thứ tốt. Giá trị thứ này, còn hơn cả kim cang thể và tử thể ác ma kia của ngươi, nếu ngươi tu luyện thành công thì thân xác ngươi có thể tiến thêm một bước. Diệp Huyên nhìn thiên tử, vì sao? Thiên tử cười nói, xem như kết bạn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nhận lấy thiên đạo pháp thân kia, sau đó, hắn khẽ điểm ngón tay, 100 luồng khí tím xuất hiện trước mặt thiên tử, cái này cho ngươi. Nhìn thấy khí tím này, ánh mắt thiên tử có chút kinh ngạc, khí tím rất tinh khiết. Diệp Huyên cười nói, cho ngươi đó. Thiên tử trầm mặc. Diệp Huyên khẽ cười, xem như kết bạn. Thiên tử cười nói, Huyền huynh thật thú vị.
nói rồi y nhận lấy những luồng khí tím kia. Không lâu sau, Diệp Huyên và Thiên Tử đã đến sông ranh giới rất dài, nước sông đục ngầu, không nhìn thấy đáy. Mà bên sông ranh giới, Lâm Ma đã đứng đợi ở đó. Bên cạnh Lâm Ma còn có một cô gái mặc váy dài màu đen, đeo mặt nạ đen, không thấy được diện mạo thật, hơi thở rất mắt. Lâm Ma liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó cười nói, Thiên Tử, ta cho rằng ngươi đến một mình. Thiên Tử khẽ cười, đưa một người bạn đến, ngươi không để ý chứ? Đương nhiên, ngươi có để ý cũng không còn cách nào. Ánh mắt Lâm Ma lại nhìn sang Diệp Huyên, thể tu. Diệp Huyên gật đầu. Lâm Ma nhìn Diệp Huyên một lúc, sau đó nhìn Thiên Tử, lời ngươi nói với ta lúc nãy, ta đã suy nghĩ rồi. Thiên Tử cười nhẹ, ngươi thấy thế nào? Lâm Ma lắc đầu, ta và ngươi, không thay đổi được gì. Thiên Tử lắc đầu, Lâm Ma, ngươi là một người thông minh, ngươi nên biết hai bên chúng ta nếu tiếp tục giằng co, chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Mà ngũ duy kiếp buông xuống, thời buổi loạn lạc đến gần. Lúc đó hy vọng sinh tồn của chúng ta lại càng thêm xa vời. Nói rồi, y quay đầu nhìn chân trời, ngoài tinh vực thiên đạo này, có ngục tối vô biên, hư vô chi địa, vĩnh sinh chi địa, còn có đại hoang quốc do A-La bất bại dẫn đầu, cùng với thần linh tộc và ác ma tộc vừa xuất hiện, những thế lực này, không một ai yếu hơn chúng ta. Lâm Ma trầm mặc một lúc, sau đó lắc đầu, người quên mất một chuyện. Thiên Tử nhìn Lâm Ma, cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Ma cười nói, mục đích quan trọng của người hộ đạo ngươi là bảo vệ thiên đạo, để ngũ duy kiếp bình an giáng thế, mà mục đích của thiên ma nhất tộc ta là không để ngũ duy kiếp giáng thế, không phải sao? Thiên Tử trầm mặc. Lâm Ma chậm rãi bước về phía Thiên Tử, Thiên Tử, ngươi là đứa con trời chọn, bảo vệ thiên đạo, bảo vệ người hộ đạo, mà ngươi bây giờ. Thiên Tử đột nhiên lên tiếng, chúng ta cần thay đổi. Lâm Ma dừng bước, hắn ta nhìn Thiên Tử, thay đổi ý định ban đầu của người hộ đạo ngươi. Thiên Tử hỏi ngược, không được sao? Lâm Ma lắc đầu, ngươi muốn chết. Thiên Tử cười nói, chuyện là do người. Diệp Huyên ở một bên nhìn Thiên Tử, lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, đúng là hắn ta muốn chết. Diệp Huyên hỏi, sao lại nói vậy? Tầng 9 lại không nói gì thêm. Lúc đó, Lâm Ma chợt nói, Thiên Tử. Người có sức đe dọa rất lớn với thiên ma nhất tộc ta. Chúng ta, không thể giữ ngươi lại. Thiên Tử nheo mắt, ngay lúc đó, không gian xung quanh y và Diệp Huyên bỗng chốc dao động, rất nhanh sau đó, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện hàng loạt phù văn thượng cổ, những phù văn thượng cổ này giống như một lồng giam vây chặt không gian xung quanh. Phục kích! Thiên Tử nhíu mày, mà lúc này ở nơi chân trời xa xôi, một tiếng giống bỗng vang lên, sắc sược. Ngay khi âm thanh vừa dứt, một luồng hơi thở vô cùng kinh khủng đột nhiên từ trên trời ập xuống. Cảm nhận được luồng hơi thở này, sắc mặt Diệp Huyên chợt đổi, hơi thở này quá mạnh, thực lực đối phương chắc chắn không kém A-La. Người ra tay chính là đạo chủ của người hộ đạo Nhậm Bình Sinh. Mà khoảnh khắc khi đạo chủ ra tay, một bức tượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở chân trời, bức tượng này mặt hướng lên trời, ánh mắt uy lực không thể địch nổi. Tộc trưởng thiên ma tộc Vô Hy. Tộc trưởng thiên ma tộc hướng mặt lên trời, Nhậm Bình Sinh, mấy năm nay, thực lực ngươi tiến bộ không ít đấy. Trên trời, Nhậm Bình Sinh nhìn Vô Hy của thiên ma tộc bên dưới, đến vậy sao? Vô Hy cười nói, thiên tử này cũng không tầm thường, theo ta biết, một năm trước hắn ta đã đạt đến luân hồi cảnh, hơn nữa còn từng giao lưu với thiên đạo, đúng không? Vẻ mặt Nhậm Bình Sinh thờ ơ, ngươi cũng biết rất nhiều. Vô Hy cười nói, Nhậm Bình Sinh, người hộ đạo ngươi quá tự tin rồi. Nói rồi, ông ta quay đầu nhìn bên dưới, giết. Ông ta vừa dứt lời, những phù văn thượng cổ xung quanh Diệp Huyên và thiên tử kia đột nhiên chuyển động, sau đó dần dần biến thành màu đỏ. Nguy hiểm. Lúc này, Diệp Huyên đã cảm nhận được nguy hiểm. Diệp Huyên chuẩn bị bỏ chạy. Mà lúc đó tầng 9 bỗng nói, cứu hắn. Nghe thấy lời của tầng 9. Diệp Huyên chợt nhíu mày, tầng 9 lại nói, xem như giúp ta một lần. Diệp Huyên không nói gì thêm, hắn nhìn thiên tử cười khổ, Huyền huynh, xin lỗi, đã liên lụy đến ngươi. Diệp Huyên nói, cùng nhau xông ra. Thiên tử trầm giọng nói, đợi lát nữa ta cầm chân bọn họ rồi ngươi đi trước.
Diệp Huyên nhìn Thiền Tử, nói trong lòng, tiền bối, tên này đang chơi chiêu với ta hay gì vậy? Tầng 9 nói, tin tưởng trực giác của ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta tin tưởng tiền bối. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó, hắn đánh mạnh một quyền về bên phải. Một quyền vừa đánh ra, những phù chú thần bí xung quanh kia lập tức bị xé rách. Thấy cảnh tượng đó, Lâm Ma và Thiên Tử đều kinh sợ. Diệp Huyên nhìn Thiên Tử, cùng xông ra. Thiên Tử gật đầu, y quay người đánh mạnh một quyền. Thiên đạo quyền. Quyền vừa đánh ra, những phù văn màu đỏ xung quanh lập tức rạn nứt, thế nhưng khi y và Diệp Huyên chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên hai cây roi da đỏ máu đã đánh vào người bọn họ. Bịch bịch. Hai người lập tức bị đánh bay đi, nhưng rất nhanh sau đó hai người họ đã dừng lại, bởi vì xung quanh bọn họ, những phù văn màu đỏ vỡ nứt ban nãy không biết từ lúc nào đã xuất hiện lại. Trận pháp. Diệp Huyên nheo mắt, hắn quét mắt nhìn xung quanh, ngay lúc đó, âm thanh của Lâm Ma đột nhiên vang lên từ trong sân, giết Thiên Tử trước. Hắn ta vừa dứt lời, một cây roi dài đỏ máu đột nhiên lướt qua trên người Thiên Tử. Bịch! Cả người Thiên Tử run rẩy, ánh sáng trắng xung quanh người y biến mất, không những vậy, ngay cả cơ thể cũng trở nên hư ảo. Nếu lại thêm một roi nữa, chắc chắn thân xác y sẽ sụp đổ. Sắc mặt Thiên Tử có chút khó coi, đánh thần tiên. Nói rồi hắn nhìn sang Diệp Huyên, Huyền huynh, nếu ngươi có thể giúp ta ngăn cản roi này, ta có cách thoát khỏi đây. Diệp Huyên trầm mặc. Tầng 9 đột nhiên thấp giọng thở dài, ngươi tự mình lựa chọn đi. Hắn biết, thật ra Diệp Huyên muốn thoát thân thì vô cùng đơn giản, bởi vì Diệp Huyên có đạo tắc không gian và kiếm không gian màu đen kia, còn có cánh ác ma kia, chỉ cần hắn muốn chạy đi thì người bình thường căn bản không giữ chân hắn được. Quả thực Diệp Huyên có chút do dự. Mục đích lần này hắn đến là gì? Là báo thù người hộ đạo. Mà Thiên Tử này chính là người của người hộ đạo, bình tĩnh mà nói thì hắn không muốn cứu. Như nghĩ đến gì đó, đột nhiên Diệp Huyên lắc đầu cười, khi nào mà bản thân hành động lại lo nghĩ nhiều như vậy rồi. Diệp Huyên nhìn Thiên Tử, ta ngăn cản đánh thần tiên kia. Thiên Tử gật đầu, đa tạ. Lúc này, sau lưng Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một đôi cánh ác ma, nhìn thấy cánh ác ma. Thiên Tử nhìn Diệp Huyên sâu xa, sau đó quay người. Một luồng hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể Thiên Tử dâng trào, giữa mi tâm y bỗng nhiên xuất hiện một chữ đạo nhỏ. Ngay lúc đó, cây roi đánh thần tiên đỏ máu kia chợt xuất hiện, mà cùng lúc đó, đột nhiên Diệp Huyên lại biến mất không thấy đâu. Một bóng dáng đánh thẳng vào đánh thần tiên kia. Đánh thần tiên lập tức bị đánh lùi, nhưng ngay sau đó, đánh thần tiên lại quất vào người Diệp Huyên. Bịch. Diệp Huyên run rẩy cả người, hắn nhíu chặt mày, nhìn xuống bụng mình, nơi đó đã có một vết thương khá sâu, phần da bên ngoài cũng đã bị rạn nứt. Diệp Huyên nhìn về phía đối diện, một cô gái đang đứng đó, chính là cô gái vừa nãy đứng bên cạnh Lâm Ma, mà trong tay cô gái đang cầm roi đánh thần tiên kia. Cô gái nhìn Diệp Huyên, đột nhiên đánh thần tiên trong tay nàng ta quét về phía Diệp Huyên vung tay trái, một tấm khiên đã xuất hiện trong tay hắn. Khiên tu di. Roi đánh thần tiên kia trực tiếp đánh vào khiên tu di. Khiên tu di rung mạng, đánh thần tiên bị đánh bật về. Diệp Huyên nhìn cô gái nhìn khiên trong tay Diệp Huyên, sau đó nói, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên quay đầu nhìn Thiên Tử kia, đột nhiên Thiên Tử giống gào, chữ đạo giữa mi tâm y chợt bay ra. Một luồng sức lực mạnh mẽ trào dâng từ chữ đạo kia, thoáng chốc. Những phù chú màu đỏ xung quanh lập tức biến mất. Trận pháp bị giải trừ. Thiên Tử nhìn Diệp Huyên, Huyền huynh, đi. Nói xong, y lập tức phóng thẳng lên trời, tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Mà lúc Diệp Huyên đang định rời đi thì một cây roi đỏ như máu bỗng xuất hiện quét ngay đỉnh đầu hắn. Diệp Huyên nâng khiên lên đỡ. Vừa va chạm đã khiến Diệp Huyên bị đẩy lùi ra xa mười mấy trượng. Diệp Huyên đang định ra tay lẫn nữa thì một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt hắn, chính là Thiên Tử đã rời đi kia. Diệp Huyên nhìn Thiên Tử nói, Huyền huynh, ngươi đi trước, không còn trận pháp thì bọn họ không ngăn được ta. Ngươi, lời hắn còn chưa dứt thì lúc này, đánh thần tiên kia đột nhiên đã đánh vào người hắn. Thiên Tử lập tức bị đánh bay hơn 10 trượng.
Nhưng lần này, y không hề bị thương bởi vì trên người đã xuất hiện một vòng bảo hộ màu trắng không biết từ lúc nào, thế nhưng lúc này, vòng bảo hộ trắng kia cũng đã bị rạn nứt. Sắc mặt thiên tử có phần khó coi, Huyền huynh, vật này kiềm hãm ta. Diệp Huyên gật đầu, có thể nhìn ra được. Thực lực thiên tử này thực ra không kém hắn, nhưng trước mặt đánh thần tiên này, người này không hề có khả năng phản kháng, trên đánh thần tiên này có sức mạnh chuyên dùng để khắc chế huyền khí của thiên tử. Thiên tử nhìn Diệp Huyên, cười nhạt, chúng ta nên cùng nhau đi vậy. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, đạo chủ Nhậm Bình Sinh và Vô Hy trên trời kia đột nhiên biến mất, khi hai người xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt thiên tử và Diệp Huyên. Vô Hy nhìn Diệp Huyên, cười nói, thì ra là thiếu tông chủ Phù Văn Tông Diệp Huyên, không ngờ ngươi lại đến nơi này. Diệp Huyên, lời này vừa thốt ra, sắc mặt Diệp Huyên lập tức u ám. Đối phương đã nhận ra hắn rồi. Nhậm Bình Sinh liếc nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì. Thiên tử nhìn Diệp Huyên, sắc mặt kinh ngạc, người chính là Diệp Huyên sở hữu thư phòng Vạn Duy kia. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Thiên tử nhẹ giọng nói, thì ra là ngươi. Đương nhiên y biết Diệp Huyên, đây chính là người đứng đầu trong danh sách phải giết của người hộ đạo. Vô Hy nhìn Nhậm Bình Sinh, thư phòng ở trên người hắn, tháp nhỏ kia cũng trên người hắn, chỉ cần giết chết hắn thì có thể đoạt được thư phòng. Ánh mắt Nhậm Bình Sinh dừng trên người Diệp Huyên, lúc này, thiên tử lại chắn trước mặt Diệp Huyên, y nhìn Nhậm Bình Sinh, sư tôn, ông ta đang châm ngòi ly gián. Nhậm Bình Sinh nói, tránh ra. Thiên tử trầm giọng nói, sư tôn, hắn vừa mới cứu ta. Nhậm Bình Sinh nhìn thiên tử, thư phòng kia liên quan đến tương lai của người hộ đạo ta. Thiên tử trầm mặc. Nhậm Bình Sinh lại nói, ta biết suy nghĩ của ngươi, hắn vừa cứu mạng ngươi nên ngươi không muốn giết hắn, nhưng ngươi có nghĩ đến chúng ta không? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, sư tôn ta và vô số người của người hộ đạo lại không bằng một người ngươi vừa mới quen? Thiên tử lắc đầu, sư tôn, người đã từng nói với ta, làm người phải nói đạo nghĩa, có ơn báo ơn, có thù báo thù, nếu lúc này chúng ta ra tay với hắn chính là lấy oán báo ơn. Nhậm Bình Sinh nói, người bảo hắn giao thư phòng và tháp nhỏ kia ra, ta có thể không giết hắn. Thiên tử lại lắc đầu, sư tôn, làm người không thể như vậy. Nhậm Bình Sinh khẽ lắc đầu, người thật khiến ta thất vọng. Thiên tử vẫn muốn nói gì đó. Đột nhiên Nhậm Bình Sinh vung tay phải, một luồng sức mạnh thần bí lập tức bao phủ thiên tử. Sắc mặt thiên tử thoáng chốc thay đổi, chữ đạo chợt xuất hiện giữa mi tâm y, vẻ mặt Nhậm Bình Sinh vô cảm, thế nào, người muốn ra tay với ta? Thiên tử vội nói, đệ tử không dám. Sư tôn, hắn đã cứu ta, vẫn mong hôm nay sư tôn chớ giết hắn, để ta trả hắn ân tình. Nhậm Bình Sinh im lặng một lúc, sau đó nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên. Ta có thể không cần thư phòng của ngươi, cũng không giết ngươi, lại càng không làm kẻ địch với ngươi, giữa chúng ta có thể hóa thù thành bạn, nhưng ta có một yêu cầu, chính là ngươi gia nhập người hộ đạo ta. Nghe vậy, Vô Hy ở phía xa khẽ nheo mắt. Thiên tử vui mừng trong lòng, vội vàng nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh, ngươi có nguyện ý gia nhập chúng ta không? Diệp Huyên lắc đầu cười, không nguyện ý. Thiên tử sửng sốt. Diệp Huyên nhìn Nhậm Bình Sinh và thiên tử. Cười nói, hai vị, các người đừng diễn nữa. Nếu ta đoán không nhầm, hai người các người hẳn đã sớm đoán ra thân phận ta rồi, đúng không? Nghe vậy, vẻ mặt vui mừng của thiên tử thoáng chốc cứng ngắc, sau đó dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhậm Bình Sinh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhìn hai người, cười nói, thiên tử, người diễn lố quá rồi. Thử nghĩ đi, ta với người không quen không biết. Mà ngươi vừa gặp là đã tặng ta cái gì mà thiên đạo pháp thân, như vậy bình thường sao? Chắc chắn không bình thường rồi. Lại nói, ngươi cố ý mời ta đến chỗ này, nếu ta đoán không nhầm, thật ra vừa nãy bản thân ngươi có khả năng thoát thân, nhưng ngươi cố ý giả vờ yếu đuối, sau đó để ta giúp ngươi, đúng không? Thiên tử khẽ cười, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, còn nữa, vừa nãy ngươi nói với Lâm Ma, ngươi muốn thay đổi. Thay đổi người hộ đạo hiện tại, thật ra, ngươi không phải nói cho hắn nghe, mà là nói cho ta nghe. Làm ơn đi, ngươi thật sự xem ta là đồ ngốc sao? Ngươi thay đổi, bây giờ ngươi còn chưa phải là đạo chủ của người hộ đạo, ngươi thay đổi con khỉ đấy. Nếu ngươi thật sự có suy nghĩ này thì chắc chắn cũng không thể nói ra vào lúc này,
mà nếu ngươi thật sự nghĩ vậy thì người hộ đạo cũng sẽ không tha cho ngươi. Vì vậy, chỉ có một cách giải thích, chính là ngươi giả vờ trước mặt ông đây. Nói rồi, hắn lắc đầu cười, hai vị, bày ra nhiều chiêu trò như vậy làm gì? Các ngươi muốn thư phòng thì các ngươi hỏi ta đi. Các ngươi không hỏi ta sao ta biết các ngươi muốn. Các ngươi nói rồi thì ta sẽ biết các ngươi muốn thôi. Các ngươi lại chẳng nói gì, ai biết các ngươi muốn thư phòng chứ? Cho nên, các ngươi phải nói ra đi chứ. Thiên tử cười nói, nếu Diệp huynh đã nói như vậy rồi. Vậy ta phải muốn có rồi. Diệp huynh, thư phòng kia có thể đưa cho chúng ta không? Diệp huynh nhìn thiên tử, nhếch miệng cười, mơ con mẹ ngươi. Ha ha. Nghe xong lời Diệp huynh nói, Vô Hy ở cách đó không xa bỗng bật cười ha hả. Trên mặt thiên tử vẫn giữ nguyên nụ cười hờ hững, không hề tỏ ra phẫn nộ mà vẫn rất bình tĩnh. Nhậm Bình Sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, hờ hững cất lời, quả thật chúng ta có phần đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng có một điều khiến ta thấy khá tò mò, đó là ngươi dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể sống tiếp đây. Diệp Huyên nhìn về phía Vô Hy, tiền bối, có vị bằng hữu nhờ ta gửi lời thăm hỏi tới ông. Vô Hy cười đáp, ngươi đang có ý đồ gì với ta sao? Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, với tình hình hiện giờ có lẽ chỉ mình ta mới giúp ngươi được. Có điều ta muốn biết ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ giúp ngươi. Diệp Huyên cười nói, lẽ nào tiền bối không muốn biết ai nhờ ta gửi lời thăm hỏi đến ông sao? Vô Hy mỉm cười, cũng hơi tò mò đấy. Diệp Huyên đi tới trước mặt Vô Hy, sau đó hơi cúi người, tiểu đạo cô nương có nhờ tại hạ gửi lời hỏi thăm đến tiền bối. Tiểu đạo, vừa nghe thấy vậy, Vô Hy và Nhậm Bình Sinh đều lập tức đổi sắc. Tất nhiên là hai người họ biết cô gái được gọi là tiểu đạo kia. Chẳng biết nàng ta đã sống trên đời này bao nhiêu vạn năm rồi nữa. Nhất là Nhậm Bình Sinh, vì chuyện đạo chủ đời thứ nhất từng có liên quan tới tiểu đạo kia, theo những gì người năm đó ghi chép lại thì đạo chủ Lâm Lang đời thứ nhất cực kỳ tôn kính tiểu đạo. Vô Hy nhìn Diệp Huyên, nàng ta bảo ngươi tới tìm ta sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, nếu không thì tại sao ta lại tới đây? Vô Hy nhíu mày, tìm ta có chuyện gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, cô ấy bảo sẽ có lợi cho tiền bối. Chân mày Vô Hy nhíu lại, có lợi. Diệp Huyên gật đầu, nàng ấy bảo ta tới tìm tiền bối, nói là có một phần tạo hóa, không chỉ là tạo hóa của ta, mà cũng là của tiền bối. Ta hỏi nàng ấy là tạo hóa như thế nào thì nàng chỉ bảo là thiên cơ không thể tiết lộ. Vô Hy chỉ nhìn Diệp Huyên mà không nói câu nào. Nhậm Bình Sinh đột nhiên cười nói, Diệp Huyên, trước đây ta từng nghe đồn ngươi biết ngụy biện lừa dối người khác. Sao, ngươi cảm thấy tộc trưởng thiên ma tộc như ta sẽ bị ngươi lừa dối sao? Nói xong, lão ta lại nhìn về phía Vô Hy, cô gái tiểu đạo kia thần bí khó lường, sao lại có thể coi trọng Diệp Huyên này được chứ? Diệp Huyên đột nhiên mở bàn tay ra, trong tay hắn chính là cây bút thiên đạo. Lúc nhìn thấy bút thiên đạo, sắc mặt của cả Nhậm Bình Sinh lẫn thiên tử lập tức biến đổi. Còn Vô Hy thì lộ rõ vẻ kinh ngạc, chiếc bút này ở trong tay ngươi. Diệp Huyên gật đầu, tiểu đạo cô nương đưa cho ta. Vô Hy nhìn Diệp Huyên, nàng ta là gì của ngươi? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, tỷ tỷ của ta. Nhậm Bình Sinh lập tức phát giận, nói láo. Sao nàng ta có thể nhận kẻ như ngươi làm đệ đệ? Ngươi là... Diệp Huyên nhìn về phía Nhậm Bình Sinh. Nếu ông không tin thì cứ đi mà hỏi tỷ ấy. Tay phải của Nhậm Bình Sinh nắm chặt, đang muốn ra tay thì nghe thấy Vô Hy cất lời, lúc nàng ta bảo ngươi tới tìm ta có chuyển lời gì không? Diệp Huyên nhìn Vô Hy, tỷ ấy nói, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Trước mắt sao? Vô Hy nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rõ ràng cô gái kia có ý ám chỉ Diệp Huyên chính là cơ hội đó. Cơ hội của tộc thiên ma chính là Diệp Huyên sao? Vô Hy trầm mặc. Ông ta vẫn có phần kính sợ tiểu đạo, bởi vì nàng ta quá mức thần bí. Không những thần bí mà còn rất mạnh nữa. Đúng lúc này, phía sau Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một đôi cánh. Đó chính là đôi cánh ác ma. Lúc nhìn thấy đôi cánh kia, sắc mặt Nhậm Bình Sinh lập tức trầm xuống, không biết là đang nghĩ gì. Vô Hy nhìn Diệp Huyên cười nói, thứ này là do lão tổ ác ma tặng ta. Nói xong, hắn lại mở tay ra. Khiên Tu Di liền xuất hiện trong tay, đây là đồ mà do thần linh tộc đưa ta. Sau đó,
hắn tiếp tục lấy ra giáp Trúc Long, đây là đồ mà tiền bối Trúc Long ở vùng đất Vĩnh Sinh tặng. À đúng rồi, ta và dị thú này có thể coi là bạn tốt, là kiểu bạn bè cực kỳ thân thiết. Đám Nhậm Bình Sinh cứ thế nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên lại nói, các ngươi có biết cô gái một chân của Ngục Tối Vô Biên không? Người đó cũng là tỷ tỷ của ta. Hắn vừa dứt lời, ở bờ sông cạnh Ngục Tối Vô Biên, một cô gái một chân đang giặt đồ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nàng ta lộ rõ vẻ lạnh lẽo. Diệp Huyên lại nói, các người có biết Hư Vô Duy Độ không? Ông lão coi mộ đó chính là đại ca của ta. Trong mộ địa ở Hư Vô Duy Độ xa xăm, một ông lão đang tảo mộ đột nhiên ngẩng đầu rồi quay phát ra sau nhìn. Một lát sau, ông ta liền lắc đầu, cái quỷ gì vậy? Diệp Huyên nhìn Vô Hy, tiền bối, ông có biết vì sao bao nhiêu cường giả đều hội tụ ở thời đại này như thế không? Vô Hy liếc Diệp Huyên một cái, người biết sao? Diệp Huyên gật đầu, ta nói cho ông biết, ván cờ mà tỷ tỷ tiểu đạo của ta sắp đánh là một bàn cờ lớn lắm đấy. Dứt lời, hắn lại nhìn Vô Hy, tiền bối, nơi này không tiện nói chuyện. Hay là tới Thiên Ma tộc nhé? Vô Hy trầm mặc. Nhậm Bình Sinh ở một bên nhìn Vô Hy. Không phải ông thực sự tin lời hắn ta đấy chứ? Vô Hy thản nhiên nói, vậy ông thử giải thích về mấy món bảo vật trên người cậu ta xem. Nhậm Bình Sinh im lặng. Giải thích sao? Lão ta biết giải thích như thế nào đây? Lẽ nào bảo là Diệp Huyên cướp được chắc? Cũng chính lúc ấy, Nhậm Bình Sinh đột nhiên ra tay, lão ta đánh ra một chưởng về phía Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên lại biến mất. Đến khi xuất hiện lại thì đã đứng ở nơi cách đó hơn trăm trượng. Lúc này, hắn đã ở khu vực thuộc Thiên Ma tộc, và bên cạnh hắn chính là Vô Hy. Người vừa mới ra tay giúp đỡ chính là Vô Hy. Nhậm Bình Sinh nhìn Vô Hy, ông cũng tin tưởng cậu ta thật đấy. Vô Hy quay đầu nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Dứt lời, liền quay gót đi thẳng. Song cũng chính lúc ấy Thiên Tử lại đột nhiên cất lời, Diệp Huyên. Diệp Huyên quay lại nhìn Thiên Tử, cười nói, có chuyện gì sao? Thiên Tử cười nói, ngươi đã đánh mất cơ hội được làm bạn với ta rồi đấy. Diệp Huyên lắc đầu cười, ngươi cũng đánh mất cơ hội được sống tiếp rồi đấy thôi. Khóe miệng Thiên Tử khẽ cong lên, sớm muộn gì chúng ta cũng đánh một trận. Hay là bây giờ luôn, một trận quyết định sinh tử. Diệp Huyên nhìn Thiên Tử, đừng nói đùa, sau lưng ngươi là đạo chủ, sao ta có thể giết được ngươi chứ? Thiên Tử nói, chỉ hai chúng ta thôi. Còn người khác sẽ không nhúng tay. Ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên cười nói, ta không tin. Thiên Tử bảo, ngươi không dám thì có. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó bảo, lỡ như sư tôn của ngươi không nhịn được mà muốn ra tay, thì ngươi tính sao? Thiên Tử cười nói, nếu như ta không địch lại ngươi mà ông ấy muốn ra tay, thì ta sẽ tự sát luôn ở đây, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Vô Hy. Vô Hy thoáng trầm mặc. Sau đó bảo, ta có thể ngăn cản đạo chủ, nhưng cậu cũng cần hiểu rõ một điều. Người này chính là thiên tuyển nhân, thực lực khá mạnh, ngay cả ta cũng không có cách nào nhìn thấu, cậu chắc chắn muốn đánh nhau với cậu ta sao? Diệp Huyên bật cười, trong thế hệ trẻ ta có ngán ai đâu? Vô Hy đột nhiên hỏi, vậy thế hệ trước thì sao? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lúc này, Thiên Tử đột nhiên nói, có đánh không? Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Tử, cười bảo, đánh chứ. Sao lại không? Diệp Huyên vừa dứt lời, Nhậm Bình Sinh, Vô Hy, Lâm Ma và cả cô gái thần bí kia đều lần lượt rời khỏi chỗ này. Thiên Tử cười nói, trước giờ ta luôn nghe kể ngươi giỏi giang lắm, mong là ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Dứt lời, y chậm rãi nắm chặt tay phải, lặng lẽ tập trung sức mạnh vào đó. Ở phía xa, Diệp Huyên vẫn chỉ nhìn Thiên Tử, vẻ mặt bình tĩnh. Tầng 9 đột nhiên nói, đừng lơ là. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, tại sao lúc nãy lại muốn ta ra tay? Tầng 9 đáp, thiên lý thấu tỏ. Diệp Huyên nhíu mày, là sao? Tầng 9 đáp, sau này ngươi sẽ rõ thôi. Còn nữa, đừng coi thường cậu ta là người được trời lựa chọn, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ không khinh địch. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Thiên Tử cách mình khá xa. Thiên Tử đột nhiên mỉm cười, sau đó đánh ra một quyền. Thiên đạo quyền. Sau quyền này, cả đất trời đột nhiên rung lắc.
Rõ là đất trời nơi đây chẳng thể chịu nổi sức mạnh được phát ra từ chiêu thức này. Diệp Huyên không rút kiếm mà cũng chỉ đánh ra một quyền. Một quyền chỉ ẩn chứa sức mạnh thân thể mà thôi. Ầm ầm, một tiếng nổ rền kinh thiên động địa vang lên, ngay sau đó, sức mạnh cực kỳ cường đại liền chấn động cả vùng trời, Diệp Huyên và Thiên Tử đều nhanh chóng lùi lại. Lúc Diệp Huyên lùi lại khoảng chừng 10 trượng thì dừng lại, gần như cùng lúc đó Thiên Tử cũng dừng bước. Thiên Tử nhìn Diệp Huyên, mỉm cười, không hổ là thân thể bất hủ, mạnh đấy. Dứt lời, y bỗng nhiên bay lên. Giữa không trung, y chậm rãi nhắm hai mắt, tay phải giơ ra chỉ một cái, một luồng sức mạnh cường đại lập tức được tập trung. Giờ phút này, Thiên Tử chẳng khác nào chúa tể của cả vùng đất trời này cả. Diệp Huyên nhìn lên Thiên Tử, gương mặt không chút biểu cảm. Đúng lúc này, Thiên Tử ở giữa không trung đột nhiên chỉ về phía hắn, diệt hết cho ta. Quỳnh! Một luồng sức mạnh khủng khiếp lập tức bao phủ, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ chiến trường ngoại vực bắt đầu rạn nứt từng chỗ. Uy thế của một chiêu này cũng đủ để khiến trời đất bị hủy diệt. Diệp Huyên ở bên dưới vẫn không lộ rõ biểu cảm, hắn chỉ chậm rãi nắm chặt bàn tay lại, nhưng vẫn chưa có ý định dùng kiếm. Hắn muốn thử xem rốt cuộc thân thể hiện giờ của mình đã mạnh tới mức nào rồi. Không phải hắn tự đại, mà là tự tin. Vô Hy ở cách đó không xa nhìn về phía Thiên Tử, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra một chút sát ý. Thực lực của Thiên Tử này nằm ngoài dự đoán của ông ta. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Vô Hy lại nhìn về phía Diệp Huyên. Ông ta muốn xem thử cậu nhóc được tiểu đạo chiếu cố này giỏi đến cỡ nào. Diệp Huyên đột nhiên đạp mạnh chân phải một cái, đấm ra một quyền đón lấy chiêu thức kia. Ầm ầm, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể Diệp Huyên, tựa như núi lửa sắp sửa phun trào. Đó chính là sức mạnh thân thể thuần túy của hắn, là thứ sức mạnh có thể lay chuyển cả trời đất. Vô Hy nhìn Diệp Huyên, nói khẽ thân thể bất hủ. Không thể không nói rằng sự mạnh mẽ của thân thể Diệp Huyên đã vượt ngoài lẽ thường. Số người đạt được thân thể bất hủ trên đời này cũng không ít, nhưng mới trẻ tuổi mà đã đạt tới nhục thân cảnh bất hủ thì mới chỉ gặp được một người, đó chính là Diệp Huyên trước mắt. Ở nơi xa, Nhậm Bình Sinh nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chẳng biết đang nghĩ gì. Giữa không trung, một luồng sức mạnh khủng khiếp bỗng bộc phát từ quyền mà Diệp Huyên đánh ra, trong chớp mắt cả chân trời đã biến thành màu đen kịt, sức mạnh cường đại không ngừng tỏa lan. Chấn động khắp bốn phía hệt như sóng chiều bao phủ. Cả chân trời là cảnh tượng hỗn độn. Trong không gian đen kịt giờ phút ấy, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Cho tới khi xuất hiện lại lần nữa thì hắn đã đứng ngay trước mặt Thiên Tử, sau đó đánh ra một quyền chấn động đất trời, và Thiên Tử cũng đấm một quyền về phía Diệp Huyên. Thiên đạo quyền. Quỳnh. Sau khi tiếng nổ vang lên, cả hai nhanh chóng lùi lại. Đúng lúc này, một thanh trường thương màu vàng đột nhiên lao vụt ra khỏi tay Thiên Tử. Trường thương xé rách không trung lao đi, chôn vùi hết thảy. Thương thí thần. Mũi thương có thể giết chết được cả thần linh. Thương thí thần. Uy lực của nó đủ để giết chết thần linh. Cuối cùng Diệp Huyên cũng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn biết rõ lần này mình không thể lấy cứng trọi cứng được nữa. Diệp Huyên khẽ mở tay trái ra, một lá chắn vuông màu vàng liền xuất hiện trong tay hắn. Thuẫn tu di. Diệp Huyên giơ cái thuẫn ra chặn trước mình. Quỳnh. Thương thí thần kia lập tức bị chặn lại, một luồng sức mạnh khủng khiếp nhanh chóng lan tràn, chấn động cả đất trời. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường ngoại vực đều đang rung lên bần bật. Không gian chân trời bị luồng sức mạnh này làm nứt ra, nhưng chỉ một lát sau đã được đạo tắc nơi đây sửa chữa về trạng thái bình thường. Nơi chân trời, Thiên Tử cầm thương đứng đó, quanh người y phát ra uy áp bá đạo. Còn trong đôi mắt kia là vẻ thản nhiên hững hờ, như thể tất thảy mọi người trước mắt y chỉ là loài kiến bé nhỏ. Diệp Huyên đứng ở nơi xa, tay trái cầm thương, trên gương mặt nở nụ cười ung dung. Một thương vừa nãy đã bị thuẫn tu di của hắn chặn lại. Có thuẫn tu di trong tay, lại thêm thân thể của hắn, hai thứ này đủ để chống lại được tất cả sức mạnh trong chiêu vừa nãy của Thiên Tử. Thiên Tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tay phải lăm lăm nắm chặt thương thí thần. Một luồng sức mạnh cường đại khắp đất trời đột nhiên được ngưng tụ về phía y. Điều động sức mạnh trong trời đất. Thân là thiên tuyển nhân, tất nhiên y sẽ có trời trợ giúp. Chỉ giây lát sau,
Thiên tử đột nhiên gầm lên, y bật nhảy, trường thương trong tay lập tức bộc phát sức mạnh tạo thành một mũi thương sáng chói. Mũi thương kia dường như còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời gay gắt, thương ý ngập trời phủ ập về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề có ý định trốn tránh, mà cũng chẳng có cách nào tránh được. Thiên tử nhìn Diệp Huyên, bật cười dữ tợn, để ta coi thuẫn của ngươi cứng đến mức nào. Lời vừa dứt, trường thương trong tay y bỗng nhiên lao vút đi. Phập, một tiếng xé rách bén nhọn vang vọng khắp đất trời, thanh trường thương kia hệt như một ngôi sao băng xẹt ngang chân trời, vút thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đột nhiên giẫm mạnh chân phải xuống đất, cả người nhảy lên, lập tức dùng thuẫn tu di trong tay chặn lại. Cứng đối cứng, uỳnh, thương và thuẫn vừa mới tiếp xúc, một luồng lực cường đại lập tức trào ra ngoài. Diệp Huyên nhanh chóng bị ép lùi lại đến hơn trăm trượng, còn thiên tử lại bị chỉ bị ép lui vài chục trượng mà thôi. Rõ ràng lần đối đầu thứ hai, thiên tử đã chiếm ưu thế. Nhưng sắc mặt của Nhậm Bình Sinh ở phía xa lại thoáng vẻ âm trầm. Bởi vì vừa nãy tuy Diệp Huyên hơi yếu thế hơn, nhưng lại không hề bị thương chút nào. Giữa không trung, thiên tử nhìn Diệp Huyên, sau đó lại tiếp tục đâm ra một thương nữa. Diệp Huyên lại giơ thuẫn lên chặn. Ầm ầm, thuẫn tu di trong tay Diệp Huyên cứ thế đỡ được mũi thương lần này của thiên tử. Cứ như vậy, thương thí thần trong tay thiên tử liên tiếp tấn công Diệp Huyên, mà Diệp Huyên lại không hề trốn tránh, hắn chọn cách chọi cứng với hết thương này đến thương khác của thiên tử. Cứ thế đỡ liền mấy trăm thương, bất kể thiên tử tấn công mạnh cỡ nào, thì Diệp Huyên vẫn vững vàng hệt như một ngọn núi. Ước chừng nửa canh giờ sau, thiên tử mới ngừng lại. Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi là con rùa rụt đầu đấy à? Đánh đến lúc này y mới nhận ra rằng mình căn bản không thể phá được thuẫn tu di của Diệp Huyên. Nếu chỉ nhờ mỗi thuẫn tu di, chắc chắn Diệp Huyên không đỡ được nhiều thương như vậy của thiên tử, bởi vì sóng dao động phát ra từ thương có thể đánh chết được Diệp Huyên. Thế nhưng, Diệp Huyên không những có thuẫn tu di mà còn có cả thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi thuẫn tu di ngăn chặn phần lớn sức mạnh, vậy thì sóng dao động còn lại chẳng phải thứ gì đáng kể với thân thể Diệp Huyên cả. Nói đơn giản hơn thì thiên tử y căn bản không thể làm gì được Diệp Huyên. Ở nơi xa, Diệp Huyên nhìn thuẫn tu di trong tay mình rồi khẽ mỉm cười, quả nhiên cái thuẫn tu di này được phết. Bởi vì từ nãy tới giờ nó không hề bị hư hại chút nào. Khả năng ngăn chặn đỉnh cáo. Đúng lúc này, thiên tử đột nhiên cười nói, Diệp Huyên, hay là thế này? Ta không dùng vũ khí nữa. Diệp Huyên nhìn về phía thiên tử, cười nói, ngươi bị thiểu năng đấy à? Vũ khí của ngươi không bằng ta, nên liền bảo là đừng dùng vũ khí nữa. Ngươi đang muốn chọc ta cười sao? Thiên tử nhìn Diệp Huyên, đang muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này Diệp Huyên lại nhảy bật lên, hai tay nắm thuẫn của hắn bỗng nhiên đập về phía thiên tử. Chỉ sử dụng mỗi sức mạnh thân thể và thuẫn tu di. Thấy Diệp Huyên đánh về phía mình, hai mắt thiên tử nhắm lại, trường thương trong tay bỗng nhiên quét một cái. Uỳnh! Chiêu này khiến cho không gian vừa mới được đạo tắc thiên địa sửa chữa mở đi lần nữa. Uỳnh! Diệp Huyên cầm thuẫn cứ thế bị mũi thương lần này ép phải ngừng lại, thiên tử cũng bị sóng chấn động bắt lùi về mấy chục trượng. Y vừa mới dừng bước thì Diệp Huyên đã lại xuất hiện trước mặt y một lần nữa. Ầm ầm! Thiên tử lại tiếp tục bị đẩy lui. Cứ như vậy, Diệp Huyên chuyển từ thế phòng bị sang thế tấn công, không ngừng điên cuồng va chạm với thiên tử, nhưng lúc này không còn giống trước đó nữa, Diệp Huyên đã áp chế thiên tử. Trong hư không phía xa, Vô Hy nhìn Diệp Huyên và thiên tử ở bên dưới, cười bảo, Nhậm Bình Sinh, có vẻ đồ đệ này của ông sắp không kiên trì được nữa rồi kìa. Nhậm Bình Sinh mặt không cảm xúc, thế ư. Vô Hy quay sang nhìn Nhậm Bình Sinh, ông nói coi. Nếu như đệ tử của ông thua trong trận này, liệu có tạo thành tâm ma cho cậu ta không nhỉ? Là người được thiên đạo lựa chọn. Tất nhiên thiên tử kia cũng sẽ có sự kiêu ngạo của riêng mình. Trong tinh vực thiên đạo này, y tự xưng là người đứng đầu trong thế hệ trẻ, cả lại người khác cũng cho rằng y là người đứng đầu, dù sao thì y cũng là thiên tuyển nhân, là người được thiên đạo lựa chọn, là người có phúc phận tốt. Nếu như thua Diệp Huyên ngay tại đây, chắc chắn đó chính là đả kích không hề nhỏ đối với thiên tử. Thế nên, không được phép thất bại. Ở bên dưới, thiên tử đột nhiên gầm thét, trường thương trong tay lại quét ngang một cái,
nhưng Diệp Huyên trước mặt cũng giơ thuẫn ra chặn. Keng! Diệp Huyên bị đẩy lùi, nhưng ngay sau đó hắn đã lại xuất hiện trước mặt thiên tử. Thiên tử cầm thương thí thần đột ngột đâm về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên lại tiếp tục giơ thuẫn lên chặn, có điều, trong giây phút trường thương sắp sửa chạm tới thuẫn tu di thì hắn lại đột ngột rời vị trí của thuẫn tu di, mặc kệ cây trường thương kia đâm thẳng vào ngực mình. Gần như cùng lúc đó, thuẫn tu di cũng rời khỏi tay Diệp Huyên mà đập thẳng vào mặt thiên tử. Quỳnh! Diệp Huyên lùi lại mấy chục trượng, thiên tử cũng bị Diệp Huyên ép phải lùi đến mấy trăm trượng, thân thể của y không mạnh được như Diệp Huyên. Bởi vậy, một cú đập kia đã khiến gương mặt y bị đập đến mức be bét máu thịt. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên liền nhìn xuống ngực mình, may mà nơi đó không sao hết. Nhờ có giáp trúc long. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía thiên tử, sắc mặt thiên tử có phần khó coi, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thần vật phòng thân vậy hả? Diệp Huyên cười đáp, cũng không nhiều lắm, vài chục món mà thôi. Thiên tử đang tính lên tiếng thì Diệp Huyên lại đột ngột biến mất. Tiếp theo hắn lại xuất hiện trước mặt thiên tử, hai tay cầm thuẫn, một lần nữa đập về phía thiên tử. Thiên tử nhắm mắt lại, quét ngang cây thương. Ầm ầm, thiên tử lập tức bị đập đến mức phải lùi lại hơn trăm trượng. Diệp Huyên đang muốn tiếp tục đập phát nữa thì lại thấy thiên tử ném bỏ thương thí thần trong tay, sau đó, một tay chỉ vào ngực mình, tay còn lại chỉ vào giữa trán. Quỳnh! Một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ lập tức tràn ra từ trong thân thể thiên tử, luồng khí tức đó ép Diệp Huyên phải lùi lại đến cả nghìn trượng. Diệp Huyên có phần kinh hãi, bởi vì thuẫn tu di trong tay hắn đã xuất hiện vết nứt. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía thiên tử, giờ phút này, hơi thở mà thiên tử phát ra đã khác hoàn toàn trước đó. Hơn nữa, hắn không hề cảm nhận được hơi thở của đối phương, cứ như thể đối phương không hề tồn tại vậy. Lúc này, giọng tầng 9 đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, đây là hóa thân thành thiên địa. Hóa thân thành thiên địa. Diệp Huyên nhìn thiên tử khẽ nhắm mắt, tay phải chậm rãi nâng lên, chỉ chốc lát cả đất trời đã mở hẳn đi. Lúc này y đã hóa thành thiên địa, mỗi một tiếng nói hay cử động đều có thể ảnh hưởng đến trời đất nơi này. Sau đó, thiên tử mở mắt ra, trong mắt y hoàn toàn trắng xóa. Y nhìn về phía Diệp Huyên. Khóe miệng khẽ cong, sau đó vung tay phải lên, một luồng sức mạnh khủng khiếp liền tràn ra khắp nơi. Ầm ầm, ở nơi xa, Diệp Huyên lập tức bị đẩy lui mấy trăm trượng. Hắn vừa mới đứng lại được thì không gian xung quanh hắn lập tức đổ vỡ, một luồng lực mạnh mẽ kỳ lạ không ngừng công kích thuẫn tu di và thân thể hắn. Lông mày Diệp Huyên nhíu chặt, hắn bỗng phát hiện thân thể mình đang bị một luồng sức mạnh thần bí ăn mòn dần. Luồng sức mạnh thần bí này vượt qua cả sức chịu đựng của thuẫn tu di và giáp trúc long. Thiên tử đột nhiên bật cười, Diệp Huyên, không có sự giúp đỡ của ngoại vật thì ngươi chẳng còn gì hết. Diệp Huyên nhìn về phía thiên tử, không hề ừ hử câu nào. Hắn khẽ mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm liền xuất hiện, sau đó kiếm ý mạnh mẽ cũng được tràn ra từ thanh kiếm thiên chu trong tay hắn. Quỳnh! Luồng sức mạnh thần bí mà thiên tử đánh ra lập tức tan thành mây khói. Chứng kiến cảnh đó, sắc mặt thiên tử trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này y mới chợt nhớ tới, Diệp Huyên vốn không phải thể tu, mà chính là kiếm tu. Diệp Huyên nhìn thiên tử, khóe miệng khẽ cong lên, nào, đón lấy một kiếm của ta đây. Lời vừa dứt, hắn đã biến mất luôn. Ở nơi xa, thiên tử khẽ nhắm hai mắt, sau đó lại đánh ra một quyền. Cùng là thiên đạo quyền. Nhưng nắm đấm lần này lại có uy lực khác hoàn toàn với lúc trước, ít nhất cũng phải mạnh hơn lúc trước đến mấy lần. Kiếm của Diệp Huyên cũng tiến đến vào chính lúc đó. Ầm, sức mạnh phát ra từ nắm đấm kia của thiên tử lập tức bị kiếm của Diệp Huyên chém vỡ. Cùng lúc đó, kiếm của Diệp Huyên lao thẳng đến trước mặt thiên tử với tư thế sấm chớp. Trong mắt thiên tử đột ngột co rụt lại, y mở lòng bàn tay ra, thương thí thần lại đột nhiên xuất hiện bên trên. Ngay sau đó, y giơ ngang cây thương để chặn kiếm lại. Quỳnh! Trường thương rung lên bần bật, còn thiên tử thì lập tức bay ngược về phía sau. Trong giây lát bị đánh bay ngắn ngủi đó, y đột nhiên gầm lên giận dữ, rồi ném luôn cây thương thí thần ra ngoài. Xoẹt! Trường thương phá không lao đi. Diệp Huyên rút kiếm ra đánh. Quỳnh! Mũi thương thí thần kia lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên chặn lại. Không chỉ vậy, lần này thương thí thần còn bị đánh vỡ. Khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên,
tay phải khẽ tăng thêm sức. Uỳnh! Thương thí thần liền bị nổ bể trong chớp mắt, hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống bên dưới. Thấy vậy, sắc mặt thiên tử lại càng khó coi hơn nữa. Đương lúc y đang muốn cất lời thì Diệp Huyên lại một lần nữa biến mất khỏi vị trí cũ. Ong! Tiếng kiếm reo chấn động đất trời. Phàm kiếm! Diệp Huyên vừa đánh ra chiêu này, sắc mặt của thiên tử lại một lần nữa biến đổi, y bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau đó đẩy về phía trước thiên đạo ấn. Uỳnh! Một thủ ấn cực lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng y, rồi nhanh chóng đánh về phía Diệp Huyên. Kiếm của Diệp Huyên chém tới. Uỳnh! Thiên đạo ấn cực lớn kia lập tức vỡ nát, còn kiếm thì tiến quân thần tốc, chém thẳng về phía thiên tử. Thiên tử gầm lên một tiếng, lại đấm ra một quyền nữa. Thiên đạo quyền! Nắm đấm này vừa được tung ra, tốc độ kiếm của Diệp Huyên cũng nhanh hơn hẳn. Xoẹt! Thiên tử còn chưa kịp phản ứng thì chuôi kiếm kia đã thoáng lóe lên ở chỗ cánh tay phải của y, sau đó cả cánh tay y lập tức bay thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, kiếm của Diệp Huyên cũng chỉ ngay giữa trán thiên tử. Nhưng thanh kiếm lại bị một luồng lực thần bí chặn lại. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh. Lúc này, Vô Hy đột nhiên trầm giọng cất lời, ông ta không hề ra tay. Nhậm Bình Sinh không ra tay sao? Cũng chính lúc này, thiên tử ở trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nhe răng cười. Diệp Huyên, đây là ý chí thiên đạo, ta có ý chí thiên đạo hộ thân, người không giết được ta đâu. Ý chí thiên đạo hộ thân. Ý chí thiên đạo. Diệp Huyên cầm kiếm cố đâm thêm một chút về phía trước, thế nhưng đến khi mũi kiếm chỉ còn cách trán thiên tử chừng nửa tấc thì đột ngột dừng hẳn. Có luồng sức mạnh thần bí nào đó chặn lại mũi kiếm của hắn. Đúng lúc này, thiên tử đột nhiên đấm ra một quyền. Diệp Huyên giơ kiếm chặn. Uỳnh! Diệp Huyên nhanh chóng bị đẩy ra xa hơn trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên liền nhíu mày, tiền bối, ý chí thiên đạo là gì thế? Tầng 9 nói, tức là y có thiên đạo che chở, hiểu chưa? Được thiên đạo che chở sao? Diệp Huyên trầm mặc, không thể không nói hắn đã coi nhẹ thiên tuyển nhân quá rồi. Người ta có thiên đạo che chở cơ đấy. Diệp Huyên nhìn về phía thiên tử, xung quanh y được bao phủ bởi một luồng sức mạnh thần bí, rõ ràng đó chính là ý chí thiên đạo. Thằng nhóc này có quen biết thiên đạo. Thiên tử chậm rãi nhắm mắt lại, cánh tay phải vừa mới bị Diệp Huyên chém của y gần như đang khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chỉ mới qua mấy hơi thở mà cánh tay đó đã trở về trạng thái bình thường. Không chỉ vậy, giờ phút này, khí tức mà y phát ra còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Thiên tử nhìn Diệp Huyên, trên mặt một lần nữa khôi phục vẻ ung dung và tự tin trước đó. Diệp Huyên, ta nhận mệnh trời ban, có thiên đạo bảo vệ. Người đối địch với ta cũng chính là đối địch với thiên đạo, là kẻ địch của cả thế giới này. Đã hiểu chưa? Diệp Huyên cười nói, đối địch với ngươi là đối địch với cả thế giới ư? Có phải ngươi đã nghĩ nhiều quá rồi không? Lời vừa dứt, đôi cánh ác ma liền xuất hiện sau lưng hắn, tiếp theo, ánh kiếm cũng lóe lên theo. Ở nơi xa, thiên tử khẽ nhắm mắt, giữa trán y bỗng nhiên xuất hiện một chữ đạo, ngay sau đó, chữ đạo đó bay ra ngoài, đánh vào thân kiếm của Diệp Huyên. Đất trời rung lên bần bật. Thiên tử nhanh chóng bị đánh bay, còn Diệp Huyên thì dựa vào sức mạnh thân thể để chống đỡ lại dư chấn của luồng sức mạnh kia. Thiên tử vẫn chưa dừng hẳn thì Diệp Huyên đã lại xuất hiện trước mắt y một lần nữa. Cùng lúc đó, một thanh kiếm muốn đâm thẳng cổ họng thiên tử, thế nhưng đến khi chỉ còn cách y chừng nửa tấc, bất kể làm thế nào cũng chẳng thể đâm thêm được nữa. Trước mặt Diệp Huyên, thiên tử bật cười, chiêu kiếm này của ngươi quá là nực cười. Lời vừa dứt, y liền vung tay phải lên. Uỳnh! Diệp Huyên nhanh chóng bị đẩy lui. Đến khi dừng lại, hắn liếc mắt đánh giá thiên tử. Không thể không nói, ý chí thiên đạo có vẻ khá bàng môn tà đạo. Tầng 9 đột nhiên bảo, người không giết được y đâu. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, thiên đạo đang bảo vệ hắn sao? Tầng 9 đáp, cứ coi như thế đi. Diệp Huyên lại nói vậy thì, nếu ta muốn giết y cũng chẳng khác nào đối địch với thiên đạo. Tầng 9 đáp, người có thể hiểu như thế. Diệp Huyên trầm mặc. Tầng 9 bỗng hỏi, người sợ à? Diệp Huyên thản nhiên cất tiếng, ông đây sợ cái đếch. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía thiên tử. Lúc này, chữ đạo trên trán thiên tử lại một lần nữa xuất hiện,
chỉ là lần này nó đã dần chuyển thành màu đỏ. Cùng lúc đó, mây đen cũng kéo đến trên đỉnh đầu hắn, trong tầng mây dày đặc kia lấp lóe sấm chớp, một luồng uy áp có thể hủy diệt đất trời bỗng phủ xuống. Nhìn thấy cảnh này, Vô Hy ở phía xa liền nhíu chặt lông mày. Thiên đạo. Từ xưa tới nay, chưa một ai là không kiêng dè thiên đạo tối cao trong truyền thuyết này. Mà giờ phút này, thiên tử kia được thiên đạo bảo vệ, không những có thể triệu hoán ý chí thiên đạo tới để bảo vệ bản thân, mà còn có thể triệu tập được cả thiên lôi, rõ ràng thiên đạo đã trao cho y quá nhiều năng lực. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía mây đen sấm chớp, thiên tử đột nhiên cất tiếng cười, Diệp Huyên, nếm thử cảm giác bị thiên lôi trừng phạt đi. Y vừa dứt lời, từ trong đám mây đen kịt trên đỉnh đầu Diệp Huyên bỗng nhiên có một cột sấm chớp giáng thẳng xuống. Ầm ầm, sấm chớp xẹt ngang chân trời, chấn động khắp nơi. Diệp Huyên mở tay trái, thuẫn tu di liền xuất hiện trong tay, tay trái cầm thuẫn của hắn nhanh chóng giơ thẳng lên trời chặn lại sấm chớp kia. Uỳnh, sấm chớp đánh thẳng vào thuẫn tu di liền rung lên bần bật, cả Diệp Huyên lẫn lá chắn đều rơi xuống đất. Ầm, mặt đất dưới chân Diệp Huyên lập tức nứt vỡ, dần lan rộng ra. Diệp Huyên nhìn thuẫn tu di trong tay, vết nứt trên đó cũng nhiều hơn hẳn. Hắn mỉm cười, sau đó lại nhìn về phía thiên tử, ý chí thiên đạo. Dứt lời, hắn khẽ mở lòng bàn tay, bút thiên đạo liền xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy cây bút thiên đạo kia, hai mắt thiên tử lập tức nheo lại, bút thiên đạo. Đây chính là vật thần mà thiên đạo từng sử dụng. Thiên tử cười nói, Diệp Huyên, ta chính là thiên tuyển nhân, ngươi lại muốn dùng bút thiên đạo đối phó với ta, ngươi bị mất não đấy à? Diệp Huyên không đáp lời thiên tử mà chỉ truyền lực vận hành bút thiên đạo. Cây bút bỗng rung mạnh, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên phụt ra từ chỗ đầu bút lông nhọn. Thiên đạo bút, phong. Nhìn thấy chiêu này, thiên tử khẽ nhắm hai mắt, y không hề né tránh, cứ mặc cho đầu bút lông thiên đạo lao tới trước người mình. Dưới ánh mắt xăm soi của nhiều người, đầu bút kia trực tiếp chém thẳng tới đầu thiên tử. Nhưng thiên tử lại chẳng hề bị thương, không chỉ vậy, đầu bút thiên đạo còn bị y hấp thu. Hơi thở quấn quanh thiên tử lại càng mạnh hơn trước. Ha ha! Thiên tử bật cười ha hả. Trên không trung, Nhậm Bình Sinh vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm. Còn Vô Hy, sắc mặt trông thì bình tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt lại lóe lên sát ý. Diệp Huyên! Thiên tử nhìn Diệp Huyên, cười to, người có nhìn thấy không? Bút thiên đạo không thể nào khiến ta bị thương được. Nói rồi, y đột nhiên cua tay về phía Diệp Huyên, thu. Lời vừa dứt, bút thiên đạo liền rung mạnh liên hồi, như thể muốn giãy ra khỏi tay Diệp Huyên vậy. Diệp Huyên nhìn bút thiên đạo trong tay, lắc đầu bật cười. Tay phải hắn đột nhiên xuất hiện kiếm thiên chu, ngay sau đó, hắn cầm kiếm chém mạnh vào cây bút thiên đạo. Không làm việc cho ta thì giữ lại có ích gì. Kiếm của Diệp Huyên chém lên bút thiên đạo, cả cây bút rung lên bần bật. Sau đó hóa thành một luồng sáng đen phóng thẳng lên trời. Ở nơi xa, thiên tử bỗng cất tiếng cười, nào, tới đây. Lời vừa dứt, chiếc bút thiên đạo liền hóa thành một luồng sáng đen rơi vào trong tay y. Nhìn bút thiên đạo trong tay mình, thiên tử lại một lần nữa bật cười ha hả. Lúc này, giọng nói của tầng 9 bỗng vang lên trong đầu Diệp Huyên, bây giờ ngươi đã biết thế nào là thiên tuyển nhân chưa, đó là kẻ được thiên đạo bảo vệ, có vận may nghịch thiên. Diệp Huyên cười nói, đã hiểu. Tầng 9 lại bảo, người không giết được y đâu, rút lui đi. Diệp Huyên lại lắc đầu, hắn chậm rãi cất bước về phía thiên tử, tay phải vẫn nắm chặt lấy kiếm thiên chu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Thiên tử nhìn Diệp Huyên, cười to, Diệp Huyên, người còn đấu với ta kiểu gì đây? Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên đạo sao? Khóe miệng Diệp Huyên dần nhếch lên. Nhưng không tạo thành nụ cười mà lộ vẻ dữ tợn, tiếp theo đó hắn mở mắt, thiên đạo hay không thiên đạo gì chứ, trời muốn diệt ta, vậy thì ông đây sẽ đối nghịch lại. Lời vừa dứt, đôi cánh ác ma sau lưng hắn đột nhiên rung mạnh, ngay sau đó, một luồng kiếm quang chợt lóe lên. Khóe miệng thiên tử nhếch lên thành nụ cười lạnh, bàn tay cầm bút thiên đạo bỗng nhiên trỏ về phía trước. Uỳnh, một luồng sức mạnh cường đại tràn ra từ trong bút thiên đạo. Sau đó đánh thẳng vào luồng kiếm quang kia. Ầm ầm. Kiếm quang rung mạnh sau đó vỡ tan, nhưng đúng lúc này, đồng tử của thiên tử bỗng nhiên co rút,
bởi vì một thanh kiếm đã lao tới ngay chỗ cổ họng y. Thiên tử đột nhiên gầm thét, hộ thể. Uỳnh, kiếm của Diệp Huyên bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn lại, không chỉ vậy, ngay cả Diệp Huyên cũng bị đẩy lui vài trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía thiên tử từ xa, lông mày khẽ nhíu. Kiếm của hắn không thể phá được ý chí thiên đạo. Ở nơi xa, thiên tử lại cười, nào, tiếp tục. Diệp Huyên im lặng, hắn biết rõ kiếm của hắn không thể phá vỡ được ý chí thiên đạo, dù có dùng những vật dụng khác cũng sẽ thế cả thôi. Ý chí thiên đạo thực sự vô địch sao? Diệp Huyên nhìn về phía thiên tử cười nói, sao, người bị liệt rồi à? Diệp Huyên đột nhiên bật cười, ngay sau đó, máu trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào. Huyết mạch chi lực. Hắn muốn dùng huyết mạch chi lực để đối kháng với ý chí thiên đạo. Tất nhiên hắn chỉ muốn thử xem sao, xem có thành công không. Một luồng sức mạnh cường đại tràn ra từ bên trong cơ thể Diệp Huyên, kiếm thiên chu trong tay hắn cũng biến thành huyết kiếm. Ở nơi xa, thiên tử đột nhiên bật cười, huyết mạch chi lực. Đừng nói là huyết mạch chi lực của ngươi, cho dù là huyết mạch chân long trong truyền thuyết cũng chẳng thể làm gì được ta. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía thiên tử, trong mắt hắn tuy ngập tràn biển máu, nhưng vẫn giữ lại được một chút thần trí. Lần này, hắn không thôi thúc toàn bộ huyết mạch chi lực, chỉ muốn thử xem huyết mạch chi lực của mình có thể phá được ý chí thiên đạo hay không mà thôi. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, đến lúc xuất hiện lại thì đã ở ngay trước mặt thiên tử. Thiên tử không thèm ngăn chặn chiêu kiếm này của Diệp Huyên, cứ mặc cho kiếm thiên chu đâm về phía cổ họng mình. Một luồng sức mạnh thần bí lại nhanh chóng xuất hiện. Ý chí thiên đạo. Kiếm thiên chu đâm thẳng vào luồng sức mạnh thần bí mang tên ý chí thiên đạo kia. Đúng thời khắc ấy, sắc mặt thiên tử đột nhiên biến đổi, bởi vì y phát hiện ý chí thiên đạo đã bị đánh vỡ rồi. Uỳnh. Kiếm của Diệp Huyên đâm vào cổ thiên tử, trong chớp mắt, thân thể thiên tử đã vỡ ra. Mà đúng lúc này, một luồng sức mạnh thần bí lại đột nhiên cuốn lấy linh hồn của thiên tử rồi mang nó đi. Diệp Huyên quay người nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, người vừa ra tay chính là lão ta. Nhậm Bình Sinh nhìn Diệp Huyên, huyết mạch của ngươi là thứ gì vậy? Diệp Huyên cười nói, chẳng phải đã nói là đấu đơn, sống hay chết tự chịu sao? Nghe thấy vậy, vẻ mặt của linh hồn thiên tử bên cạnh Nhậm Bình Sinh lập tức lộ rõ đôi phần khó coi. Diệp Huyên nhìn thiên tử, cười nói, đây là đấu đơn mà ngươi nói sao? Mất mặt. Thiên tử gần giọng, Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu, sau đó quay lại nhìn về phía Vô Hy. Vô Hy cũng đang nhìn hắn, trong lòng ông ta lúc này chính là cơn sóng dữ cuồn cuộn dâng trào. Ông ta không ngờ huyết mạch chi lực của Diệp Huyên lại có thể phá vỡ được ý chí thiên đạo. Rốt cuộc là loại huyết mạch gì chứ? Trong truyền thuyết có hai loại huyết mạch cực kỳ mạnh, đó chính là huyết mạch phàm nhân và huyết mạch chân long. Nhưng huyết mạch của Diệp Huyên rõ ràng không phải hai loại trên. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Hắn biết rõ, nếu như Nhậm Bình Sinh kia đã ra tay, vậy thì hắn sẽ không thể giết được thiên tử nữa. Vô Hy khẽ gật đầu, đi thôi. Dứt lời, ông ta liền dẫn theo Diệp Huyên rời đi. Chờ chút. Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên cất lời, từ từ đã. Diệp Huyên quay người nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, còn lão ta thì nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc huyết mạch của ngươi là gì? Diệp Huyên cười đáp, ông đoán thử xem. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, Diệp Huyên, ngươi thật sự cho rằng thiên ma tộc có thể giúp được ngươi sao? Diệp Huyên nhìn Nhậm Bình Sinh, đừng làm nhảm thêm với ông đây nữa, có bản lĩnh thì xông tới giết ta đây này. Nhậm Bình Sinh chỉ nhìn Diệp Huyên, không nói câu nào. Lúc này, thiên tử đột nhiên lên tiếng, Diệp Huyên, ta cho ngươi cơ hội giết ta. Bây giờ thân thể của ta đã bị hủy, ta và ngươi sẽ đánh với nhau một trận trong trạng thái linh hồn. Hai bên đều không sử dụng ngoại vật, chỉ đánh nhau công bằng, ngươi thấy sao? Diệp Huyên lại lắc đầu, không được, chắc chắn ngươi có âm mưu. Dứt lời, hắn liền xoay người muốn đi. Nhưng thiên tử lại nói, ngươi sợ à? Diệp Huyên dừng bước, lắc đầu cười một tiếng. Rồi quay người nhìn về phía thiên tử, ta nào biết sợ ai bao giờ. Thiên tử cười nói, nếu không sợ, vậy sao lại không dám đánh với ta một trận công bằng. Diệp Huyên nhìn thiên tử, cười, ngươi muốn dùng linh hồn đánh với ta một trận, chắc chắn có âm mưu.
Ngươi tưởng ta sẽ mắc lừa sao? Ta đâu có ngu, tại sao lại phải đánh với ngươi trong trạng thái linh hồn kia chứ? Thiên tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu ngươi không đồng ý, vậy thì ta người hộ đạo, sẽ phái cường giả siêu cấp đi tới thư viện Vạn Duy, ta sẽ bảo bọn họ tiêu diệt bằng sạch thư viện Vạn Duy và Phù Văn Tông bằng bất cứ giá nào. Diệp Huyên nhìn thiên tử, cười gằn, ngươi thật hèn hạ. Thiên tử cười đáp trả, nếu hai ta đã là đối thủ thì nên đấu đến cùng mới thôi. Ngươi nói ta hèn hạ, đúng là ngu ngốc. Diệp Huyên nắm chặt hai tay, gân xanh trên mặt nổi rõ, dường như đang tức giận đến cực điểm. Thiên tử nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi có đồng ý không? Diệp Huyên gắt gao nhìn chằm chằm thiên tử, ngươi đã dùng cái cách hèn hạ đó, cho dù có thắng thì cũng là thắng bẩn. Thiên tử lắc đầu, ta chỉ cần biết kết quả. Còn quá trình ư, chẳng hề quan trọng. Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó nói, ta có thể đánh với ngươi một trận trong trạng thái linh hồn, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một chuyện. Nếu như ta thua, ngươi không được phép gây phiền phức cho Thư viện Vạn Duy và Phù Văn Tông. Thiên tử cười đáp, ta đồng ý. Diệp Huyên gầm lên, ngươi thề đi, thề với danh nghĩa thiên đạo. Thiên tử híp mắt, ta dùng danh nghĩa thiên đạo để thề. Nếu như ta vi phạm lời thề, vậy thì sẽ chết không yên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, tỏ vẻ không cam lòng, được, vậy ta sẽ dùng linh hồn mà đánh với ngươi một trận. Linh hồn. Diệp Huyên gằn giọng, sau đó linh hồn hắn lập tức rời khỏi thân thể, nổi bồng bềnh giữa không trung. Diệp Huyên nắm kiếm Thiên Chu trong tay, lần này khác với trước đó, vẻ mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Có thể thấy rõ dưới cái nhìn của cả đám người, linh hồn không phải thứ mà hắn am hiểu. Đúng lúc này, Vô Hy ở một bên đột nhiên cất lời, nhóc, ngươi có thể không đồng ý mà. Nếu ta đã muốn dẫn ngươi đi, vậy thì đạo chủ cũng chẳng thể ngăn nổi. Ở nơi xa, thiên tử cười nói, tiền bối nói đúng lắm, nhưng liệu tiền bối có thể bảo vệ được cả Phù Văn Tông và Thư viện Vạn Duy chăng? Vô Hy trầm mặc, ông ta có thể bảo vệ được Diệp Huyên, nhưng không có cách nào bảo vệ được cả Thư viện Vạn Duy lẫn Phù Văn Tông. Nếu cường giả như Nhậm Bình Sinh nhằm vào hai thế lực kia, vậy thì ông ta cũng chẳng có cách nào. Dù sao ông ta cũng không thể kè kè bảo vệ cả hai thế lực kia mọi lúc mọi nơi được. Thiên tử nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp Huyên, ngươi đừng tức giận thế chứ, chúng ta đánh một trận công bằng mà. Ngươi yên tâm, ta sẽ không sử dụng ngoại vật. Diệp Huyên đang muốn cất lời thì Vô Hy đột nhiên nói trước, Diệp Huyên, cậu phải nghĩ cho kỹ. Diệp Huyên nhìn Vô Hy, lắc đầu, là thiên tuyển nhân mà y lại hèn hạ như thế, ta không có lựa chọn nào khác. Vô Hy thoáng do dự một lát mới bảo, nếu cậu tiếp tục sống, vậy thì thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ ở trên cậu ta. Đây chính là một lời đánh giá rất cao. Phải biết rằng, thiên tử chính là thiên tuyển nhân cơ mà. Diệp Huyên cười đáp, tiền bối, người có thể bỏ rơi tộc nhân của mình được không? Nghe thấy vậy. Vô Hy liền hiểu ý Diệp Huyên muốn nói. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía thiên tử, tới đi. Dứt lời, tay phải của hắn nắm chặt lấy kiếm Thiên Chu, kiếm ý mạnh mẽ không ngừng toát ra từ trong cơ thể. Nhưng kiếm ý lần này yếu hơn trước đó rất nhiều. Ở nơi xa, khóe miệng thiên tử khẽ cong lên, y đang muốn ra tay thì Nhậm Bình Sinh ở bên cạnh đột nhiên cất lời, cẩn thận. Thiên tử cười đáp, sư tôn yên tâm, con nắm chắc mà. Nói rồi, linh hồn của y liền bay về phía Diệp Huyên. Y nhìn Diệp Huyên mà bật cười, Diệp Huyên, ta muốn xem thử xem không có mấy món đồ phòng ngự kia, liệu ngươi có? Diệp Huyên bỗng nhiên gầm thét, đồ hèn hạ vô sỉ, để mạng ngươi lại. Dứt lời, hắn lập tức cầm lấy kiếm Thiên Chu, lao nhanh về phía thiên tử. Cũng chính lúc này, linh hồn của thiên tử đột nhiên mở đi. Uỳnh! Cả đám người còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Huyên đã bị một luồng sức mạnh thần bí tác động khiến cho bay thẳng ra ngoài. Cú bay này ước chừng mấy trăm trượng. Không chỉ vậy, linh hồn của Diệp Huyên còn có vẻ mờ ảo hơn. Diệp Huyên nhìn về phía thiên tử. Lúc này, Vô Hy ở phía xa đột nhiên nói, đây là thuật đại hồn, là thứ do người hộ đạo đời đầu đạo chủ Lâm Lang sáng tạo ra, linh hồn và trời đất dung hòa với nhau. Linh hồn và kiếm của ngươi sẽ không thể nào gây tổn thương cho y được. Sắc mặt Diệp Huyên có phần âm trầm. Thiên tử nhìn Diệp Huyên, cười nói, cường giả thực sự chính là người sở hữu cả thân thể và linh hồn mạnh mẽ. Diệp Huyên, ngươi!
Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang, nhanh chóng biến mất ở chỗ cũ. Chiêu kiếm này quá nhanh. Nhưng trong mắt Thiên Tử vẫn lộ rõ vẻ khinh thường, nếu Diệp Huyên không đánh nhau với y trong trạng thái linh hồn thì y còn có phần e dè, nhưng nếu đã ở trạng thái linh hồn, vậy thì Diệp Huyên quả thực quá yếu. Thiên Tử vung tay phải lên, một luồng sức mạnh linh hồn cường đại toát ra, Diệp Huyên còn chưa tới gần y thì đã bị đánh bay. Đến khi dừng lại được, sắc mặt của Diệp Huyên càng ngưng trọng hơn trước. Thiên Tử nhìn Diệp Huyên, trên mặt là nụ cười ung dung. Y đang muốn nói chuyện thì nghe thấy Diệp Huyên gầm thét, ông đây liều mạng với ngươi. Dứt lời, hắn lại xông lên thêm một lần nữa. Chiêu kiếm lần này còn nhanh hơn chiêu trước đó. Nhưng trong mắt Thiên Tử, chiêu kiếm này của Diệp Huyên vẫn rất yếu ớt. Thiên Tử đang muốn ra tay thì thanh kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên biến thành kiếm chấn hồn. Trong giây lát nó biến thành kiếm chấn hồn, sắc mặt của Nhậm Bình Sinh ở phía xa đột nhiên biến đổi. Ông ta lập tức xuất chiêu, nhưng đúng lúc ấy, Vô Hy cũng ra tay ngăn cản. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Mà ở nơi xa, lúc nhìn thấy thanh kiếm chấn hồn trong tay Diệp Huyên, sắc mặt Thiên Tử cũng hoàn toàn biến đổi. Lúc này đây, y cực kỳ muốn rút lui, nhưng vừa nãy lại chót xuất chiêu. Thế là y nảy ra ý nghĩ thu tay lại, nhưng bản thân cũng tự hiểu rõ rằng, nếu như thu tay ngay lúc này thì y chết là cái chắc, chỉ khi ngăn được chiêu kiếm này của Diệp Huyên thì y mới có cơ hội sống. Thiên Tử không hề thu tay, y đột nhiên gầm thét. Trưởng vừa được phung ra, không gian xung quanh lập tức bị sức mạnh linh hồn của y làm cho chấn động. Kiếm của Diệp Huyên cũng đến vào đúng lúc này. Xoẹt! Âm thanh xé rách vang vọng khắp nơi. Chiến trường nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Ở nơi xa, Nhậm Bình Sinh và Vô Hy cũng ngừng chiêu. Nhậm Bình Sinh nhìn sang phải, ở nơi đó, một thanh kiếm đang cắm ngay giữa trán Thiên Tử. Kiếm chấn hồn. Giờ phút này, linh hồn của Thiên Tử đã bị một luồng sức mạnh thần bí chấn áp bắt phải đứng im. Không chỉ vậy, linh hồn của y còn đang dần tiêu tán từng chút một. Chứng kiến cảnh tượng này, Nhậm Bình Sinh chậm rãi nhắm mắt lại. Ông ta biết, mọi chuyện muộn mất rồi. Thiên Tử ở đối diện Diệp Huyên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thật ra ngươi rất muốn để ta đánh với ngươi một trận trong trạng thái linh hồn, đúng chứ? Diệp Huyên cười đáp, đoán đúng rồi đấy. Thiên Tử còn muốn nói gì đó thì Diệp Huyên đã chen lời trước, có thể chết thống khoái chút được không? Nói rồi, hắn lại cầm kiếm chém thêm một nhát. Xoẹt! Linh hồn của Thiên Tử lập tức bị hấp thu hết. Sau khi hấp thu xong linh hồn của Thiên Tử, kiếm chấn hồn liền rung bần bật, luồng sức mạnh linh hồn vô cùng cường đại thoát ra từ trong thanh kiếm. Song đúng lúc này, mây đen ùn ùn kéo tới phủ khắp chân trời, một luồng sức mạnh cường đại bao phủ xung quanh Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn về phía Nhậm Bình Sinh. Lúc này, Vô Hy đột nhiên cất lời, không phải ông ta làm đâu. Diệp Huyên đang muốn nói gì đó thì Nhậm Bình Sinh đã cất lời trước, là thiên đạo. Diệp Huyên nói, ta giết Thiên Tuyển Nhân, vậy nên đã đắc tội với thiên đạo sao? Vô Hy gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn về phía chân trời, cười nói, thiên đạo muốn giết ta sao? Vô Hy nhìn mây đen bao phủ chân trời, sắc mặt âm trầm, không rõ đang nghĩ điều gì. Nghe đồn thiên đạo thượng cổ đã ngủ say trong dòng sông lịch sử. Nếu như thiên đạo thật sự xuất hiện lần nữa. Vô Hy nhìn mây đen, trong mắt lộ ra vài phần hoang mang. Thiên đạo thực sự sẽ xuất hiện sao? Nhậm Bình Sinh cũng đang nhìn đám mây đen kia, lão ta cũng rất muốn biết liệu rốt cuộc thiên đạo có xuất hiện hay không. Diệp Huyên nhìn mây đen, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không phải thiên đạo muốn xử lý hắn đấy chứ. Đúng lúc này, mây đen đột nhiên biến mất, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Thấy vậy, những người có mặt đều ngẩn tò te. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyên cũng sửng sốt, cứ thế mà biến mất sao? Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh cách đó không xa đột nhiên biến mất, gần như cùng lúc ấy, Vô Hy cũng biến mất theo. Ầm ầm, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nổ tung, một luồng sức mạnh cường đại trực tiếp đẩy lùi Diệp Huyên về phía sau. Hắn còn chưa kịp dừng hẳn thì luồng sức mạnh kia đã lại xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên nhắm mắt, đang muốn xuất chiêu thì Vô Hy lại đột nhiên chắn trước mặt hắn. Vô Hy vung tay phải lên. Ầm ầm, không gian trước mặt Diệp Huyên lập tức biến thành hư vô. Lúc này,
Nhậm Bình Sinh hiện thân trước mặt Vô Hy. Lão ta nhìn Vô Hy, ông thật sự muốn che chở cho kẻ này. Vô Hy cười nói, Nhậm Bình Sinh, sư đồ các ông đúng là không chịu thua nhỉ. Mất mặt thật đấy. Nhậm Bình Sinh lạnh lùng liếc Vô Hy, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ta muốn xem ông ta có thể bảo vệ nổi ngươi hay không. Dứt lời, lão ta liền quay người, bóng dáng mất hút ở tít phía xa. Sau khi Nhậm Bình Sinh biến mất, Vô Hy liền nhìn Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hắn cứ thế rời đi theo Vô Hy. Diệp Huyên đi theo Vô Hy tới Thiên Ma Thành của Thiên Ma Tộc, nơi này chính là đại bản doanh của Thiên Ma Tộc. Sau khi tới Thiên Ma Thành, Diệp Huyên liền phát hiện linh khí ở Thiên Ma Giới này thật sự quá ít ỏi. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc với linh khí ở Thiên Đạo Thành. Trên không trung Thiên Ma Thành, Vô Hy nhìn Diệp Huyên, mục đích khi cậu tới tinh vực Thiên Đạo này là gì? Diệp Huyên nói, gây rắc rối cho người hộ đạo. Vô Hy lắc đầu. Diệp Huyên cười hỏi, tiền bối không tin sao? Vô Hy nói, không, ta cảm thấy gan ngươi quá to rồi đấy. Diệp Huyên nói khẽ, tiền bối, các ông có đánh thắng được Thiên Đạo Thành không? Vô Hy đột nhiên đáp, nếu chúng ta có thể tiêu diệt được Thiên Đạo Thành, vậy cậu sẽ đứng ở phía nào? Diệp Huyên nhìn Vô Hy, sao tiền bối lại hỏi vậy? Vô Hy cười đáp, cậu là con người, còn chúng ta là thiên ma. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối, người chỉ muốn tiêu diệt mỗi Thiên Đạo Thành thôi, hay là muốn xưng bá cả ngũ duy? Vô Hy cười bảo, không làm được. Dứt lời, ông ta liền ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ, thế đạo hiện nay quá loạn. Tuy thực lực của thiên ma tộc chúng ta không hề yếu, nhưng nếu nói muốn xưng bá ngũ duy thì còn lâu mới đủ, nhất là thời đại hiện nay có quá nhiều cường giả tề tựu. Diệp Huyên nhìn xuống Thiên Ma Thành bên dưới, tiền bối có biết về ngũ duy kiếp không? Vô Hy gật đầu, tất nhiên là biết, nếu ta không tính nhầm thì hẳn là ngũ duy kiếp sẽ tới trong vòng 9 năm. Diệp Huyên nhìn Vô Hy, thiên ma tộc đã từng vượt qua ngũ duy kiếp bằng cách nào? Vô Hy đáp khẽ, hy sinh vô số người đi trước để đổi lấy. Nghe vậy, Diệp Huyên liền trầm mặc. Rõ ràng những thế lực còn sống sót sau khi ngũ duy kiếp qua đi đều đã phải trả cái giá vô cùng thê thảm đau thương. Vô Hy đột nhiên cất lời, tiếp theo cậu đã có dự định gì chưa? Diệp Huyên nhìn ông ta, muốn chờ đợi ở thiên ma tộc một thời gian, tiền bối không để bụng đấy chứ? Vô Hy cười đáp, không, nhưng cậu đừng rời khỏi tòa thành này, một khi rời khỏi đây, nếu Nhậm Bình Sinh nhằm vào cậu thì ta không có cách nào che chở được cậu đâu. Còn nữa, phía nam có cấm địa của chúng ta, cậu đừng qua đó. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Vô Hy khẽ gật đầu, nhưng sau đó liền xoay người rồi biến mất không thấy bóng dáng. Diệp Huyên cũng rời đi. Trong hư không phía trên, Vô Hy nhìn Diệp Huyên bên dưới, im lặng không nói câu nào. Lúc này, Lâm Ma đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông ta. Lâm Ma trầm giọng, sư tôn, người này chẳng rõ là địch hay bạn. Chúng ta cứ thu lưu hắn như thế, chỉ e. Vô Hy đột nhiên nói, cậu ta có phải là kẻ địch của người hộ đạo không? Lâm Ma gật đầu, đúng ạ. Vô Hy nhìn Lâm Ma, nếu đã vậy thì cậu ta không phải kẻ địch của chúng ta. Về sau con làm việc thì phải nhìn xa một chút. Diệp Huyên này không hề đơn giản chút nào. Không những sở hữu nhiều bảo vật mà còn có cả huyết mạch thần bí, chắc chắn cậu ta không phải người bình thường. Hơn nữa, vừa nãy cậu ta còn vừa chém chết một thiên tuyển nhân, nhưng lại chẳng hề hấn gì hết. Dứt lời, ông ta liền ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ, nghe đồn ai mà chém chết thiên tuyển nhân thì sẽ phải chịu trừng phạt của trời. Nhưng cậu ta lại không gặp phải điều đó. Chuyện này cực kỳ bất thường. Trời phạt. Người được trời lựa chọn hay thiên tuyển nhân, ở một mức độ nào đó mà nói, đại diện cho thiên đạo. Giết chết người được trời lựa chọn, ắt sẽ bị trời phạt. Thế nhưng Diệp Huyên không bị trời phạt. Kỳ thật, khi thiên tử chết, đám mây đen xuất hiện kia có thể là trời phạt, nhưng không biết vì sao mây đen lại tiêu tan. Hai loại khả năng, thứ nhất, thiên đạo từ bỏ việc trừng phạt Diệp Huyên, thứ hai, thiên đạo bởi vì kiêng dè mà từ bỏ việc trừng phạt Diệp Huyên. Cho dù là loại nào, đều có nghĩa là Diệp Huyên này không đơn giản. Lúc này, Lâm Ma đột nhiên nói, Nhậm Bình Sinh e là sẽ không chịu để yên. Vô Hy cười nói, lão ta tất nhiên sẽ không chịu để yên. Một người được trời lựa chọn bị giết,
sự tổn thất này không phải lớn bình thường. Nhưng mà Diệp Huyên cũng không phải một người đơn giản, tóm lại, đối chúng ta mà nói, là chuyện tốt. Nói đến đây, ông ta dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Ma, người cảm thấy Diệp Huyên như thế nào. Lâm Ma trầm lặng một lát, sau đó nói, hiện tại nhìn không thấu. Vô Hy khẽ gật đầu, ta cũng nhìn không thấu. Nói xong, ông ta nhìn xuống phía dưới, bảo người trong tộc chớ có chọc vào hắn. Nói xong, ông ta biến mất ở tại chỗ. Chấm 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 chấm. Trong sân, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cùng thiên tử lúc trước chiến đấu một trận, hắn phát hiện, chính mình vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Có thể nói, nếu không phải huyết mạch chi lực áp chế ý chí thiên đạo, thì hắn căn bản không làm gì được thiên tử kia. Đương nhiên, thiên tử cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Dù sao, hắn không chỉ có thuẫn tu di và giáp trúc long, còn có lồng thiên địa mà tiểu đạo cho hắn cùng bất tử chi thân. Đặc biệt là bất tử chi thân, ở một mức độ nào đó mà nói, bất tử chi thân và ý chí thiên đạo của thiên tử kia giống nhau, đều là ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được hiệu quả vô địch. Có thể nói, nếu không có huyết mạch chi lực, thiên tử không làm gì được hắn, mà hắn cũng không làm gì được thiên tử. Đúng lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, ngươi có biết vì sao lúc trước ta bảo ngươi cứu hắn ta không? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, cười nói, tiền bối hẳn là có ý nghĩ sâu xa. Tầng 9 nói, ta chỉ là muốn xem hắn ta sẽ lựa chọn như thế nào. Diệp Huyên nói, có ý gì? Tầng 9, hắn ta có thể lựa chọn kết giao với ngươi, nhưng hắn ta không lựa chọn như vậy. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối muốn hắn ta và ta kết giao. Tầng 9 nói, đúng. Diệp Huyên đang định nói, tầng 9 đột nhiên nói, cũng đừng hỏi vì sao, ta chỉ có thể nói với ngươi, đây là một lựa chọn mà vị kia đưa cho hai người các ngươi, ngươi ra tay hay không ra tay đều sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của ngươi. Tóm lại, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu sự lựa chọn ngày hôm nay. Diệp Huyên lắc đầu cười, tiền bối, ngươi bây giờ rất thần bí. Tầng 9 nói, ngươi mau chóng đạt tới luân hồi cảnh đi. Luân hồi cảnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, trên luân hồi cảnh vẫn còn cảnh giới khác, đúng không? Tầng 9 đáp, phải. Diệp Huyên nói, vẫn mong tiền bối giải thích nghi hoặc. Tầng 9 im lặng một lát, sau đó nói, theo ta biết, trên luân hồi cảnh còn có hai cảnh giới, là chủ tế cảnh và độn nhất cảnh trong truyền thuyết. Diệp Huyên nhíu mày, chủ tế cảnh, độn nhất cảnh. Tầng 9 nói, chủ tế cảnh, chính là chúa tể tự thân. Chặt đứt nhân quả kiếp trước của bản thân, hơn nữa có thể che đậy thiên cơ, không bị nhân quả dính vào người, làm chủ cuộc đời của mình. Hơn nữa, chủ tế cảnh còn có mười mấy vạn tuổi thọ, mặc dù không phải trường sinh, nhưng cũng vô cùng khủng bố. Mười mấy vạn năm, mấy người mà ngươi biết, như A-la, chủ của ác ma, thần đế, còn có cô gái một chân ở bên sông ngục tối vô biên, bao gồm cả đạo chủ và tộc trưởng thiên ma tộc, bọn họ đều là chủ tế cảnh. Diệp Huyên hỏi, vậy độn nhất cảnh thì sao? Tầng 9 trầm lặng một lát, sau đó nói, theo truyền thuyết, đại đạo ngũ thập, thiên diễn thập nhất, nhân độn kỳ nhất, ý chính là, trong trời đất, sự vật có tổng cộng 50 quy luật phát triển và vận hành, mà thiên đạo có thể diễn ra 49, một cái biến mất kia chính là thiên cơ. Cái này nằm ngoài đại đạo, vượt ra ngoài đại đạo, không ở trong phạm vi của đại đạo. Mà cảnh giới này chỉ có trong truyền thuyết, bởi vì... có rất ít người có thể vượt ra ngoài đại đạo, không ở trong phạm vi của đại đạo. Không đúng, không phải rất ít người, gần như là không có ai đạt tới trình độ này. Diệp Huyên trầm giọng nói, vượt ra ngoài đại đạo, không ở trong phạm vi của đại đạo. Tầng 9 nói, loại cảnh giới này chỉ có trong truyền thuyết. Dù sao, trong số những cao thủ mà ta biết cho đến hiện nay, cho dù là A-la kia cũng không đạt tới loại trình độ này. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, cô gái váy trắng thì sao? Tầng 9 im lặng một lát, sau đó nói, không biết. Diệp Huyên nhíu mày, không biết. Tầng 9 nói, bởi vì nàng giết người chỉ cần dùng một kiếm, căn bản không thể dò xét ra cảnh giới và thực lực của nàng. Diệp Huyên. Tầng 9 lại nói, hiện nay ngươi là nhân quả cảnh, phải đạt tới luân hồi cảnh, khó, nhưng ta có thể nói cho ngươi, luân hồi cảnh đạt đến chủ tế cảnh mới thật sự là khó. Khó đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Diệp Huyên hỏi, khó như vậy sao? Tầng 9 thấp giọng thở dài,
khó đến mức ngươi không thể tưởng tượng. Ngươi thử nghĩ một chút, từ thời cổ đại đến bây giờ tổng cộng mới có được mấy chủ tế cảnh? Không đến 10 người, ngươi lần sau nếu gặp được A-La, ngươi có thể hỏi nàng ta sẽ nói cho ngươi có khó hay không? Diệp Huyên cười nói, bây giờ ta không nghĩ những điều này, chỉ muốn đạt đến luân hồi cảnh. Tầng 9 nói, vậy ngươi cần tìm thêm một số thanh kiếm, hơn nữa, ngươi cần hiểu ra. Diệp Huyên gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi là cảnh giới gì? Tầng 9 cười ha ha, không nói lời nào. Diệp Huyên lắc đầu cười, cũng không hỏi lại, với hắn mà nói, việc cấp bách của hắn bây giờ là đạt đến luân hồi cảnh. Mà muốn đạt đến luân hồi cảnh, phải tìm và nuốt chửng kiếm. Mà kiếm là một chuyện vô cùng phiền phức. Bởi vì kiếm bình thường mà nói đã không có tác dụng nhiều đối với hắn. Phải tìm loại kiếm cao cấp mới được. Đi đâu để tìm? Diệp Huyên lắc đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, vào đi. Cửa mở ra, một người đàn ông đi đến, là Lâm Ma. Lâm Ma nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp Huynh, sư tôn bảo ta đến hỏi ngươi, có cần gì không? Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó nói, có kiếm không? Loại kiếm vô cùng tốt. Lâm Ma do dự một lát, sau đó nói, nếu là kiếm vô cùng tốt, sợ là không có, nếu kiếm bình thường, thì ta có thể giúp Diệp Huyên lấy mấy thanh. Diệp Huyên gật đầu, xem ra, chỉ có thể tìm mua ở tiểu đạo cô nương rồi. Bây giờ kiếm bình thường cơ bản không có tác dụng đối với hắn, nếu muốn kiếm tốt, chỉ có tìm tiểu đạo. Diệp Huyên nhìn về phía Lâm Ma, Lâm Huynh tới tìm ta có việc gì? Lâm Ma gật đầu, chúng ta phải tấn công tinh vực thiên đạo. Diệp Huynh, sư tôn phải hãm chân nhậm bình sinh, mà chúng ta không biết trong người hộ đạo còn có bao nhiêu cao thủ, cho nên, đến lúc đó vẫn mong Diệp Huynh nhất định phải cẩn thận. Diệp Huyên nói, bây giờ các ngươi định tấn công tinh vực thiên đạo. Lâm Ma gật đầu, trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Diệp Huyên nói, các ngươi muốn ta ra tay. Lâm Ma cười nói, sư tôn chưa từng nói như vậy, cho nên, ra tay hay không, toàn bộ xem ý của Diệp Huynh. Diệp Huyên cười nói, ta hiểu rồi. Lâm Ma khẽ gật đầu, Diệp Huynh nếu còn cần gì khác, cứ bảo một tiếng là được. Ta còn có rất nhiều việc, xin cáo từ trước. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Diệp Huyên ra khỏi phòng, hắn nhìn về phía chân trời, ngay lúc này, vô số cao thủ của thiên ma tộc không ngừng phóng lên cao từ trong thành, hắn trước nay chưa từng nhìn thấy quy mô lớn như vậy. Thiên ma tộc. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tiền bối, thiên ma tộc có thể đánh thắng người hộ đạo không? Tầng 9 nói, trong trường hợp bình thường, bọn họ hẳn là lực lượng ngang nhau, nhưng nếu bọn họ đã dám ra tay, vậy có nghĩa là bọn họ khẳng định có át chủ bài khác. Cho nên, tiếp theo có kịch hay để xem rồi. Diệp Huyên cười nói, ta cũng muốn nhìn xem người hộ đạo làm thế nào để chống lại. Tầng 9 nói, ngươi có định ra tay không? Diệp Huyên gật đầu, ta chắc chắn sẽ ra tay. Việc này đối với ta mà nói là một cơ hội rất tốt. Tầng 9, ngươi để cho bọn họ hai bên cùng thiệt hại không tốt sao? Diệp Huyên cười nói, nếu ta nghĩ như vậy, ngươi cho rằng vô hy tiền bối sẽ vẫn bao che cho ta không? Hơn nữa, bây giờ ta không ra tay, chẳng lẽ phải đợi đến khi thiên ma tộc thất bại mới lại ra tay sao? Tầng 9 im lặng một lát, sau đó nói, cho dù như thế nào, cẩn thận một chút, dù là thiên ma tộc hay là người hộ đạo, bọn họ đều không đơn giản. Diệp Huyên gật đầu, hắn hóa thành một tia kiếm quang phóng lên cao, chỉ chốc lát, Diệp Huyên đi theo những cao thủ của thiên ma tộc đến bên ngoài vùng chiến trường. Mà lúc này, ở bên kia sông Giáp Danh đã tụ tập vô số cao thủ loài người. Toàn bộ cao thủ của tinh vực thiên đạo gần như ra hết. Mà trong số những người này, Diệp Huyên nhìn thấy hai người quen thuộc. Thiên Nhạn và Thiên Hàm. Thiên Nhạn nhìn thấy ánh mắt của Diệp Huyên, cũng nhìn về phía hắn, bây giờ Diệp Huyên đã bị người hộ đạo nhận định thành phản đồ của loài người. Diệp Huyên nhìn thấy Thiên Hàm, khẽ cười. Đối với hai tỷ muội Thiên Nhạn, hắn không có ác ý. Thiên Hàm quay đầu nhìn về phía Thiên Nhạn, lát nữa cẩn thận một chút. Thiên Nhạn gật đầu. Không chung, Diệp Huyên nhìn thoáng qua cao thủ của Thiên Đạo Thành, không thể không nói những cao thủ của Thiên Đại Thành quả thật rất mạnh, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Thật sự là trận chiến sinh tử.
trận chiến này liên quan đến vận mệnh của hai tộc. Lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên xuất hiện trong hư không ở phía xa, ánh mắt đầu tiên của lão ta nhìn về phía Diệp Huyên, thấy Nhậm Bình Sinh nhìn sang, Diệp Huyên mỉm cười, sau đó vẫy vẫy tay, xem như chào hỏi. Nhậm Bình Sinh nhìn Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ta chính là dáng vẻ ngươi nhìn ta khó chịu nhưng lại không loại trừ được ta. Lời vừa nói ra, vô số cao thủ ở đây đều nhìn về phía Diệp Huyên, những người của tinh vực thiên đạo đương nhiên biết Diệp Huyên. Bởi vì thiên tử đã chết trong tay hắn. Chuyện Diệp Huyên chém chết thiên tử sớm đã truyền khắp tinh vực thiên đạo. Nhậm Bình Sinh thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Vô Hy, người hẳn biết rõ thế đạo này, thời đại này đã không phải là thời đại của chúng ta đấu với nhau chỉ khiến hai bên cùng thiệt hại. Vô Hy cười nói, người hẳn là biết tình hình của tinh vực thiên ma ta, người cảm thấy ta có lựa chọn khác sao? Nhậm Bình Sinh nói, còn có một lựa chọn. Chúng ta có thể cho người của thiên ma tộc vào tinh vực thiên đạo, hai tộc cùng sinh tồn, nhưng có một điều kiện, đó là ta muốn đầu của Diệp Huyên kia, ta phải ngươi tự tay lấy đầu của hắn đưa cho ta. Nghe vậy, Diệp Huyên ở phía dưới khẽ nheo mắt. Lúc này, giọng nói của tầng 9 đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, chạy. Chấm chấm chấm. Chạy. Khi nghe thấy lời này của tầng 9, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Diệp Huyên cũng là chạy. Nhưng hắn biết. Nếu hắn chạy, hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì bây giờ mà chạy, không riêng gì Nhậm Bình Sinh ra tay, mà Vô Hy cũng sẽ ra tay với hắn. Diệp Huyên trấn tĩnh lại, hắn nhìn về phía Vô Hy trầm lặng, không thể không nói, đề nghị Nhậm Bình Sinh đưa ra rất hấp dẫn. Thiên ma tộc muốn sinh tồn, lúc trước, bọn họ không thể không cùng thành thiên đạo cá chết lưới rách. Nhưng bây giờ, bọn họ không cần cá chết lưới rách. Đã có thể có được thứ bọn họ muốn. Mà điều kiện chính là giết Diệp Huyên. Vô Hy nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, tiền bối tin lão ta sao? Vô Hy quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh nói, Vô Hy, người biết tính của ta, nếu ta nói như vậy, ta sẽ làm như vậy, đương nhiên, việc này còn phải xem ngươi. Chỉ cần ngươi lấy đầu hắn xuống, thiên đạo ta sẵn lòng cùng chung sống với thiên ma tộc ngươi. Ta nói được làm được. Vô Hy trầm lặng. Diệp Huyên nở nụ cười, không biết đang suy nghĩ gì. Nhậm Bình Sinh đột nhiên lại nói, Vô Hy, nhìn phía sau ngươi có hơn 10 vạn cao thủ thiên ma tộc. Ta biết, ngươi nhất định có con át chủ bài, nhưng ta hỏi ngươi, sau trận chiến lần này, hơn 10 vạn cao thủ thiên ma tộc phía sau ngươi liệu có thể còn lại bao nhiêu người? Vô Hy quay đầu nhìn thoáng qua những cao thủ của thiên ma tộc kia, trầm lặng. Thực ra, lần này ông ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải hy sinh vô số người. Nhưng đó là trong tình huống không sự lựa chọn, mà hiện tại, ông ta có một lựa chọn khác. Không chỉ Vô Hy, vô số cao thủ của thiên ma tộc đều đã lung lay ý chí, thậm chí có một số cao thủ thiên ma tộc đã dùng thần thức khóa chặt Diệp Huyên, rõ ràng là sợ Diệp Huyên chạy trốn. Diệp Huyên trầm lặng. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, ngươi không chuồn được rồi. Diệp Huyên bỗng nhiên cười lớn. Mọi người ở đây đều nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, Vô Hy tiền bối, người thật sự tin lời lão ta nói sao? Vô Hy trầm lặng, đang do dự. Lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, vì sao không tin? Diệp Huyên nhìn về phía Nhậm Bình Sinh lạnh nhạt nói, Diệp Huyên, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi muốn thành thiên đạo và thiên ma tộc liều chết với nhau. Sau đó ngươi ngồi làm ngư ông thủ lợi. Nói xong, lão ta nhìn về phía Vô Hy, ngươi nghĩ thế nào? Vô Hy nhìn Nhậm Bình Sinh, Diệp Huyên muốn thiên ma tộc và thành thiên đạo cá chết lưới rách, còn ngươi chẳng phải cũng có ý xấu. Nói xong, ông ta cười nói, Diệp Huyên vốn không đơn giản, trực giác nói cho ta biết, nếu hôm nay ta giết hắn, thì ngày sau thiên ma tộc sẽ có tai họa lớn. Nhậm Bình Sinh nhẹ giọng nói, vậy ngươi đã đưa ra lựa chọn rồi sao? Vô Hy nói, Nhậm Bình Sinh, đề nghị của ngươi không tồi, nếu ngươi thật sự muốn chung sống hòa bình với thiên ma tộc của ta không giết Diệp Huyên, ngươi cũng sẽ làm, nhưng nếu ngươi không muốn, cho dù ta giết Diệp Huyên, ngươi cũng sẽ không, đúng không? Nhậm Bình Sinh im lặng. Vô Hy đột nhiên nói, ta có một đề nghị, chúng ta hai bên chung sống hòa bình, thậm chí có thể kết thành đồng minh. Mà ta cũng không quan tâm chuyện giữa các ngươi và Diệp Huyên, ngươi thấy thế nào?
Nhậm Bình Sinh trầm lặng. Bây giờ là lúc lão ta phải đưa ra lựa chọn rồi. Lúc này, Vô Hy lại nói, ta sẽ không giết Diệp Huyên. Ông ta không ngu, nếu ông ta giết Diệp Huyên, có thể sẽ rước tai họa về cho Thiên Ma tộc. Bởi vì ông ta cũng đã điều tra qua về Diệp Huyên, người này rất không đơn giản, không chỉ có quan hệ với tiểu đạo, cũng có quan hệ với cả bất bại A-La, giết người này sẽ có vô số nhân quả. Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, người xác định mặc kệ. Vô Hy quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, thật xin lỗi. Diệp Huyên cười nói, ta hiểu. Nói xong, hắn đã biến thành một tia kiếm quang biến mất ở phía cuối chân trời, mà đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên đánh một quyền ra. Một quyền này đánh ra, trời đất biến sắc. Xa xa, đồng tử của Diệp Huyên co rụt lại, ngay sau đó, một cái lồng bảo hộ đột nhiên xuất hiện quanh người hắn. Lồng thiên địa. Lúc này, Diệp Huyên thật sự ngửi thấy mùi vị chết chóc, hắn biết, với thực lực hiện nay của hắn không thể chống lại cao thủ chủ tế cảnh, bởi vậy, hắn quả quyết sử dụng lồng thiên địa mà tiểu đạo cho hắn. Lồng thiên địa vừa xuất hiện, một lực lượng hùng mạnh đột nhiên đánh lên người hắn. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn, lồng thiên địa trên người hắn lập tức biến mất không chút tin tức, cùng lúc đó, hắn sử dụng đạo tắc không gian và cánh ác ma biến mất ở cuối chân trời. Nhậm Bình Sinh nhìn thấy cảnh này, cau mày lại. Lão ta thật không ngờ, Diệp Huyên thế mà chống đỡ được một quyền này của lão ta. Quan trọng nhất là lão ta không ngờ tới tốc độ của Diệp Huyên lại nhanh đến mức như này. Nhậm Bình Sinh đang muốn đuổi theo, đúng lúc này, Vô Hy đột nhiên nói, Nhậm Huynh, nếu ngươi đuổi theo, sẽ không lo lắng cho thành thiên đạo của ngươi sao? Nhậm Bình Sinh nhìn về phía Vô Hy, ta càng lo về hắn. Nói xong, lão ta lập tức biến mất không thấy. Vô Hy trầm lặng. Ông ta chần chừ một lát, vẫn là quyết định không ra tay. Cùng thành thiên đạo chung sống hòa bình, đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Bởi vì thiên ma tộc không cần phải có người chết. Tuy rằng giúp đỡ Diệp Huyên có thể kết được thiện duyên, nhưng cái giá phải trả này có thể hơi lớn. Lúc này, Lâm Ma xuất hiện bên cạnh Vô Hy, Lâm Ma quay đầu nhìn về phía chân trời. Nhẹ giọng nói, hắn có thể trốn khỏi tay đạo chủ kia không? Vô Hy nhẹ giọng nói, khó. Lâm Ma trầm lặng. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi kia bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Vô Hy nhìn thấy cảnh này, hơi nheo mắt lại, tiếng nổ vang kia truyền đến từ thiên ma tộc. Diệp Huyên chạy trốn đến thiên ma tộc. Người này sẽ không làm càn đấy chứ? Vô Hy có chút lo lắng trong lòng. Chấm 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 chấm. Xa xa phía chân trời, Diệp Huyên tăng tốc độ của mình đến cực hạn. Lúc này đây, hắn liều mình chạy trốn. Bởi vì hắn biết, hắn căn bản không thể đánh lại đạo chủ này, lúc này liều mạng, không phải kiên cường, là ngu xuẩn. Phải biết rằng, tại đây không chỉ có đạo chủ này, còn có vô số cao thủ của tinh vực thiên đạo. Đừng nói hắn, cho dù là A-La cũng không có thể một mình đấu với cả thành thiên đạo. Lúc này Diệp Huyên vận dụng đạo tắc không gian và cánh ác ma, không chỉ như thế, ngay cả hắc kiếm cũng được hắn lấy ra dùng. Mà mục đích của hắn chính là vùng cấm địa của thiên ma tộc. Lúc trước Vô Hy bảo hắn không được đến vùng cấm địa, nơi đó chắc chắn là một chỗ thần bí, đương nhiên, hắn bây giờ cũng là có bệnh thì vái tứ phương, bởi vì hắn không có nhiều sự lựa chọn. Nếu có thể quay về ngục tối vô biên, hắn chắc chắn sẽ trở về, bởi vì ở đó có A-La. Có tiểu đạo, nhưng hiện tại căn bản không kịp trở về ngục tối vô biên. Đúng lúc này, một lực lượng hùng mạnh đột nhiên thổi quét đến từ phía sau lưng hắn. Diệp Huyên biến sắc, hắn xoay người chém mạnh một kiếm xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này hắn không dám nương tay chút nào. Ầm, một kiếm chém xuống, một lực lượng mạnh mẽ trực tiếp chém nát kiếm quang của Diệp Huyên, cùng lúc đó, không gian trong phạm vi mấy vạn trượng đều hóa thành hư vô. Mà Diệp Huyên đã biến mất ở bên ngoài mấy vạn trượng. Bên ngoài mấy vạn trượng, Diệp Huyên lau máu trên khóe miệng, sau đó nhìn Thuẫn Tu Di trong tay, lúc này đây, Thuẫn Tu Di đã hoàn toàn rạn nứt, không chỉ Thuẫn Tu Di bị nứt, ngay cả giáp trúc long trên người hắn cũng đã bị vỡ, mà dưới Thuẫn Tu Di, cơ thể cũng đầy vết thương. Có thể nói, nếu không nhờ có giáp trúc long và Thuẫn Tu Di, thì vừa rồi cho dù hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Thực lực của đạo chủ này thật sự quá mạnh. Xa xa, đạo chủ cau mày lại. Lão ta thật không ngờ,
Diệp Huyên lại có thể đỡ được đòn thứ hai của lão ta. Đây là chuyện không thể nào. Thật yêu nghiệt. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Nhậm Bình Sinh càng tăng lên, lão ta đột nhiên tăng tốc. Xa xa, tốc độ của Diệp Huyên cũng đã tăng lên đến cực hạn, chỉ chốc lát, hắn tiến vào thành Thiên Ma, sau khi vào thành Thiên Ma, hắn đi thẳng đến vùng cấm địa Vô Hy nói, mà ở phía sau hắn, Nhậm Bình Sinh đuổi theo, hơn nữa, là càng ngày càng gần. Sắc mặt Diệp Huyên u ám, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu vùng cấm địa này không có gì đặc biệt, sợ là hắn phải chết rồi. Đúng lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, người này không phải người ngươi có thể chống lại đâu. Nghe vậy, Diệp Huyên vội vàng nói, tiền bối, người có thể giúp đỡ không? Tầng 9 nói, mượn dùng cơ thể ngươi, ta không đấu lại được hắn. Diệp Huyên nói, có thể đi ra không? Tầng 9 nói, ta cưỡng chế đi ra, ngươi sẽ càng thảm hơn. Diệp Huyên nhíu mày, nói như thế nào? Tầng 9 nói, ngươi là chủ tháp, nếu ta cưỡng chế đi ra, tháp này sẽ bị thương nặng, mà ngươi cũng sẽ rất thảm. Hiểu chưa? Diệp Huyên thấp giọng thở dài, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Phía sau Diệp Huyên, đạo chủ bỗng tăng tốc. Mà phía sau đạo chủ, sắc mặt của Vô Hy có chút khó coi, bởi vì ông ta biết mục đích của Diệp Huyên. Mục đích của Diệp Huyên chính là cấm địa của Thiên Ma tộc. Người này muốn lợi dụng cấm địa của Thiên Ma tộc để bảo toàn mạng sống. Xa xa, trong đầu Diệp Huyên đột nhiên vang lên một giọng nói, Diệp Huyên, ta biết ngươi muốn lợi dụng cấm địa của Thiên Ma tộc để bảo toàn mạng sống, nhưng ta nói cho ngươi, nơi đó không phải nơi ngươi có thể đi, nếu ngươi đi, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Giọng của Vô Hy. Diệp Huyên nhíu mày, hắn hơi do dự, bởi vì hắn biết, Vô Hy không dọa hắn. Nhưng mà lúc này, hắn đã không có lựa chọn. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, hắn tăng tốc nhanh hơn, chỉ chốc lát, Diệp Huyên đến trước một cánh cửa, nhìn thấy cánh cửa kia, Diệp Huyên cau mày, đây là cấm địa mà Vô Hy nói. Đúng lúc này, giọng nói của Vô Hy lại vang lên trong đầu Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi đừng tự phạm sai lầm, nơi đây cho dù là Thiên Ma tộc của ta cũng không dám tiến vào, nếu ngươi đi vào, chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Huyên nắm chặt hai tay, sắc mặt vô cùng u ám. Đi vào hay là không? Không suy nghĩ nhiều, Diệp Huyên bước vào trong cánh cửa kia, bởi vì phía sau hắn, Nhậm Bình Sinh kia đã sắp đuổi đến nơi. Thực ra, hai người từ sông Giáp Danh đến đây, tổng cộng chỉ mất thời gian của vài nhịp thở, mà trong thời gian này, Nhậm Bình Sinh đã ra tay với Diệp Huyên hai lần, nhưng đều bị Diệp Huyên cản được. Trước cánh cửa kia, Nhậm Bình Sinh hơi nhăn mày. Ông ta đang định đi vào, lúc này, Vô Hy đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhậm Bình Sinh, Vô Hy vội vàng nói, Nhậm Bình Sinh, đừng đi vào. Hắn đi vào, chắc chắn sẽ phải chết, ngươi. Nhậm Bình Sinh đột nhiên nhìn về phía Vô Hy, ta không nhìn thấy hắn chết, lòng ta không yên. Nói xong, lão ta lập tức bước vào trong cánh cửa. Vô Hy thấy vậy, sắc mặt liền trở nên khó coi. Ông ta do dự nhiều lần. Cuối cùng vẫn không dám đi vào. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên xuất hiện trước một tấm bia đá, phía sau tấm bia đá là một dãy núi. Diệp Huyên nhìn về phía tấm đá, phía trên tấm bia đá có năm chữ Kiếm Tông Huyền Không Sơn. Kiếm Tông, Huyền Không Sơn. Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nơi này có Kiếm Tông. Về Kiếm Tông, hắn đương nhiên hiểu rõ, từ Thanh Thành đến đây, hắn đã gặp phải không ít Kiếm Tông. Nơi này cũng có một Kiếm Tông. Diệp Huyên liếc nhìn bốn phía, xung quanh đều là núi non, hắn nhìn về phía chân trời, ở nơi cuối tầm mắt, có ngọn núi lớn treo ngược giữa bầu trời, trên ngọn núi lớn treo ngược đó, có một tòa cung điện rất lớn. Kiếm Tông. Diệp Huyên đang muốn đến đó, đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Ông lão đầu đầy tóc bạc, thân hình thẳng tắp, sau lưng đeo một hộp kiếm màu đen. Diệp Huyên nhìn thấy ông lão, sắc mặt liền thay đổi, ông lão này mang đến cho hắn cảm giác sâu không lường được. Hắn chỉ nhìn một cái đã biết thực lực của ông lão tuyệt đối không yếu hơn Nhậm Bình Sinh. Ông lão nhìn thoáng qua Nhậm Bình Sinh, kiếm tu. Diệp Huyên đang định nói, đúng lúc này, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên kéo tới từ phía sau Diệp Huyên. Diệp Huyên biến sắc, vội vàng trốn phía sau ông lão. Ông lão nhìn về phía xa. Ánh mắt lạnh như băng, làm càn. Vừa dứt lời,
hộp kiếm sau lưng ông ta bỗng nhiên rung lên kịch liệt, một thanh kiếm phóng lên cao, chém thẳng vào Nhậm Bình Sinh. Diệp Huyên nhìn nhát kiếm này, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc, thật mạnh. Xa xa, Nhậm Bình Sinh đột nhiên dừng lại, nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt Nhậm Bình Sinh cũng thay đổi, lão ta không dám sơ suất. Vận chuyển tâm pháp trong cơ thể, vung một trường ra, một lực lượng hùng mạnh phun ra từ giữa lòng bàn tay lão ta. Ầm, kiếm quang bị buộc dừng lại, nhưng ngay sau đó kiếm quang kia đột nhiên nổ tung. Ầm ầm, Nhậm Bình Sinh lập tức bị chấn động lùi về sau mấy trăm trượng. Sau khi Nhậm Bình Sinh dừng lại, lão ta nhìn về phía ông lão tóc bạc, ánh mắt trở nên nghiêm túc, ngươi là ai? Ông lão tóc bạc không nói gì, lại chém một kiếm ra. Ầm, xa xa, Nhậm Bình Sinh lại bị đánh lùi, lần lùi này ước chừng xa đến nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Nhậm Bình Sinh nhìn tay phải của mình, trên tay phải lão ta có vết kiếm sâu dài từ lòng bàn tay đến bả vai, này sâu, vết kiếm rất sâu, có thể nhìn thấy cả xương. Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu nhìn ông lão tóc bạc, lúc này đây, trong mắt lão ta hiện lên sự nghiêm túc và cả kiêng dè, ngươi là ai? Vẻ mặt ông lão tóc bạc không chút thay đổi, lại xuất kiếm. Bù! Một tiếng kiếm phóng lên cao, chấn động trời cao. Xa xa, đồng tử của Nhậm Bình Sinh chợt co rụt lại, lão ta đột nhiên giơ hai tay lên, thiên địa đại đồng. Ầm! Ngay lúc này, trời đất như ngưng tụ trong lòng bàn tay lão ta, một luồng uy lực của thiên địa thổi quét ra từ lòng bàn tay lão ta. Ầm ầm! Kiếm quang vỡ tan, nhưng mà Nhậm Bình Sinh lại bị lùi xa nghìn trượng. Nhậm Bình Sinh vừa mới dừng lại, không gian sau lưng lão ta hóa thành hư vô không một tiếng động. Nhậm Bình Sinh nhìn về phía ông lão tóc bạc, trong mắt lão ta là nỗi sợ hãi sâu sắc, các hạ rốt cuộc là ai? Vẻ mặt ông lão tóc bạc không chút thay đổi, ông ta mở lòng bàn tay ra, thiên nhân hợp nhất. Vừa dứt lời, một thanh kiếm hư ảo đột nhiên ngưng tụ trong lòng bàn tay ông ta, Nhậm Bình Sinh nhìn thấy vậy, sắc mặt thay đổi rõ rệt, lúc này đây, lão ta không chút do dự, xoay người bước đi. Nhìn thấy Nhậm Bình Sinh chạy mất. Ông lão tóc bạc nhíu mày lại, ông ta không lựa chọn đuổi theo, mà xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên cười gượng gạo, xin chào tiền bối. Ông lão tóc bạc nhìn đánh giá Diệp Huyên một lát rồi nói, nơi này không chào đón người ngoài. Diệp Huyên do dự một chút, ta có thể ở vài ngày được không? Ông lão tóc bạc nhíu mày, mà đúng lúc này, một giọng nói từ xa truyền đến, bảo hắn lại đây. Ông lão tóc bạc nghe thấy giọng nói này. Vội cung kính hành lễ, vâng, tiểu thư. Sau đó, ông ta xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, mời đi theo ta. Diệp Huyên liếc nhìn về phía chân trời, còn có người. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên đi theo ông lão, chỉ chốc lát, hắn đã theo ông lão đến trước đại điện kiếm tông. Ở trước đại điện, Diệp Huyên nhìn thấy một pho tượng. Tượng người đàn ông áo xanh. Lại là người đàn ông áo xanh này. Người đàn ông áo xanh này rốt cuộc là ai? Ông lão tóc bạc không dẫn Diệp Huyên tiến vào đại điện, mà là dẫn hắn đến phía sau núi. Ông lão tóc bạc đưa Diệp Huyên đến phía sau núi kiếm tông, ở đó có một căn nhà nhỏ, căn nhà có đặt một cây chổi, mà ở trước căn nhà là một vườn rau, bên trong vườn rau, một cô gái mặc váy xanh đang tưới nước cho rau. Ông lão tóc bạc cung kính hành lễ với cô gái, tiểu thư. Xa xa, cô gái ngừng lại. Nàng ta xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, mà lúc này, Diệp Huyên cũng thấy được dung mạo của cô gái có vẻ ngoài thanh tú với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cô gái bỏ bình nước trên tay xuống, chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Huyên vội vàng nói tiền bối. Cô gái nhìn đánh giá Diệp Huyên, sau đó cười nói, thật sự đúng là vậy. Diệp Huyên có chút nghi ngờ, cái gì? Cô gái mỉm cười, kiếm đạo của ngươi bây giờ đã nhập phàm rồi. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối là. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười nói, người muốn biết ta là ai? Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, có thể không? Cô gái chớp chớp mắt, ta không nói cho ngươi. Diệp Huyên. Cô gái đột nhiên vẫy tay phải, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng ta, Diệp Huyên nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây chính là thanh kiếm của người đàn ông áo xanh trên đỉnh tháp. Cô gái nhìn thanh kiếm, cười nói, đã lâu không gặp. Thanh kiếm khẽ run lên, giống như đang đáp lại. Cô gái cười cười,
sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối biết thanh kiếm này. Cô gái cười nói, biết, hơn nữa còn rất quen thuộc. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối rốt cuộc là ai? Cô gái chớp chớp mắt, người đoán đi. Diệp Huyên không nói nên lời, hắn làm sao mà đoán được. Lúc này, cô gái bỗng nhiên nói, ngươi là bị đuổi giết đến nơi đây à? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái cười nói, vậy ngươi sống có chút thảm. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, tiền bối là người của kiếm tông sao? Cô gái gật đầu. Diệp Huyên nói, tiền bối chắc chắn biết người đàn ông áo xanh kia, đúng không? Cô gái chớp chớp mắt biết, hơn nữa, cũng còn rất quen thuộc. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, người biết ta. Cô gái cười nói, vì sao nói như vậy? Diệp Huyên lắc đầu, trực giác nói cho ta biết, tiền bối biết ta. Cô gái gật đầu, ta quả thật biết ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái cười nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không có ác ý với ngươi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, tiền bối vì sao lại biết ta? Cô gái cười nói, biết chính là biết, nào có nhiều cái vì sao như vậy? Diệp Huyên đang muốn nói, cô gái đột nhiên nói, đến đây, tưới rau cùng với ta. Nói xong, nàng ta xoay người đi vào mảnh vườn kia, sau đó tiếp tục tưới nước. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó đi qua đó, hắn cũng bắt đầu tưới nước. Lúc này, cô gái đột nhiên nói, cha ta nói với ta, chân lý của kiếm đạo nằm ngay trong những chuyện bình thường, những năm gần đây, ta vẫn không thực sự hiểu rõ, đến bây giờ ta cũng không hiểu được, ngươi đã hiểu được chưa? Diệp Huyên nói, đây là lý do vì sao người trồng rau. Cô gái khẽ nhếch khóe miệng, lúc mới đầu, ta cũng thấy việc này nhàm chán, nhưng về sau ta lại phát hiện, trồng rau cũng khá thú vị. Diệp Huyên hỏi, thú vị như thế nào? Cô gái cười nói, bình tâm. Diệp Huyên nhíu mày, bình tâm. Cô gái nhìn Diệp Huyên, xuất kiếm nhằm vào ta. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, lúc này, cô gái bỗng vung cánh tay ngọc ngà, một tia kiếm quang chém về phía hắn. Diệp Huyên nhìn thấy kiếm quang này. Sắc mặt thay đổi, hắn rút kiếm chém mạnh một nhát. Cùng với kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên bị lùi mạnh về sau đến trăm trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, kiếm Thiên Chu trong tay hắn rung lên kịch liệt, mà lúc này, cô gái đột nhiên cầm trường kiếm chỉ thẳng vào hắn. Diệp Huyên đang định xuất kiếm, nhưng một luồng kiếm thế tựa như hàng vạn ngọn núi lớn đè trên người hắn, làm cho hắn khó có thể thở. Diệp Huyên muốn xuất kiếm, nhưng cảm giác kiếm nặng ngàn cân. Khó có thể rút lên được. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện như này. Lúc này, cô gái ở phía xa đột nhiên cười nói, kiếm của ngươi, quá tạp. Diệp Huyên nhìn cô gái, kiếm của ta đã nhập phàm. Cô gái chớp chớp mắt, sau đó thì sao? Diệp Huyên im lặng. Cô gái cười nói, phàm kiếm, nó không có nghĩa gì cả, trong phàm cảnh cũng chia mạnh yếu và ưu khuyết, phàm kiếm hiện nay của ngươi rất kém. Ngươi có biết kiếm của ngươi vì sao lại tạp không? Diệp Huyên lắc đầu. Cô gái cười nói, tâm. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, vẫn mong tiền bối chỉ giáo. Cô gái đến trước mặt Diệp Huyên, chúng ta tu kiếm, thật ra có thể nói là đang tu tâm, lòng của ngươi hỗn tạp, kiếm của ngươi cũng sẽ hỗn tạp, đặc biệt ngươi bây giờ, tâm tư nhanh nhẹn, đương nhiên, đây không phải chuyện xấu, nhưng dùng trên phương diện kiếm thì là chuyện xấu. Ngươi làm một chuyện. Nhất định phải nghiêm túc, nhất định phải chuyên tâm, như vậy mới có thể làm tốt, hiểu chưa? Diệp Huyên im lặng. Cô gái đột nhiên cả giận nói, hiểu chưa? Diệp Huyên nhướng mày, hung dữ như vậy để làm gì? Lúc này, cô gái lại nói, ngươi là không hiểu hay không phục? Nếu là không hiểu, ta có thể giảng giải lại một lần nữa cho ngươi, nếu là không phục, rất đơn giản, ngươi và ta đấu với nhau, ta đánh tới khi ngươi phục. Diệp Huyên vội vàng nói, ta đã hiểu rồi. Cô gái khẽ gật đầu, nàng ta vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên, nhân lúc ta còn chút thời gian, ngươi ở đây trồng rau cùng với ta đi. Trồng rau? Vẻ mặt Diệp Huyên có chút cổ quái. Cô gái đột nhiên nói, không muốn. Diệp Huyên nói, tiền bối, ta có kẻ địch lớn ở bên ngoài, ta ở lại chỗ này, liệu có liên lụy đến người không? Cô gái chớp chớp mắt, ngươi lại đang giở trò với ta. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không có không có. Cô gái lạnh nhạt nói, chuyện của mình, phải
phải tự mình giải quyết, hiểu không? Diệp Huyên nhìn thoáng qua cô gái, sau đó nói, tiền bối, vì sao người phải giúp ta? Cô gái cười nói, nhìn ngươi thuận mắt. Diệp Huyên trầm giọng nói, không biết nên xưng hô với tiền bối như thế nào. Cô gái suy nghĩ, sau đó nói, ta nhiều tuổi hơn ngươi, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Cô gái nói, nếu ta đã nhiều tuổi hơn ngươi, vậy ngươi hãy gọi ta là tỷ đi. Tỷ. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức sửng sốt. Cô gái lại nói, thế nào, không muốn. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, tiền bối, việc này. Cô gái híp mắt lại, gọi hay không gọi. Nói xong, một luồng kiếm thế mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy Diệp Huyên. Thấy thế, Diệp Huyên ngây ra như phỗng, còn cưỡng ép người khác nhận mình làm tỷ. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyên có chút hồ đồ. Hắn cảm thấy sự việc rất không bình thường. Thái độ của cô gái này đối với hắn có phần tốt, hơn nữa tốt một cách không bình thường. Lúc này, cô gái kia đột nhiên nói, nhận ta làm tỷ, người ủy khuất lắm sao? Diệp Huyên cười khổ, không phải vậy, ta chỉ là có chút nghi hoặc, tiền bối, ta cảm thấy người. Cô gái đột nhiên nói, không bình thường. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, tiền bối, người chắc chắn là bình thường, chỉ là ta thấy chúng ta vừa gặp mặt, người đã muốn nhận ta làm đệ, việc này. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười nói, nếu ngươi không nhận, thì cũng không sao. Diệp Huyên vội vàng nói, nhận, tiền bối, từ nay về sau, người chính là tỷ của ta. Ta tên là Diệp Huyên, không biết xưng hô với tiền bối như thế nào. Cô gái chớp chớp mắt, sau đó nói, người cứ gọi ta là Tuyết Tỷ đi. Tuyết Tỷ. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nói, Tuyết Tỷ, kiếm đạo của tỷ đã đạt đến trình độ như chủ nhân của kiếm trên đỉnh tháp chưa? Cô gái cười nói, vẫn chưa. Người bình thường khó có thể đạt đến trình độ cao như ba người bọn họ. Diệp Huyên đang muốn nói, thì cô gái lại nói, trong khoảng thời gian này, người cứ ở đây trồng rau cho ta, tu thân dưỡng tính, không được đi đâu. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó gật đầu. Việc này đối với hắn mà nói là một cơ hội, rõ ràng là Tuyết Tỷ muốn chỉ bảo cho hắn. Cứ như vậy, Diệp Huyên ở lại nơi này, mỗi ngày mặt trời mọc trồng rau, mặt trời lặn tu hành. Chấm chấm chấm. Thành Thiên Ma. Lúc này, Nhậm Bình Sinh và Vô Hy đều không rời đi, hai người đều chờ ở chỗ lối vào cấm địa. Nhậm Bình Sinh nhìn cấm địa kia, sắc mặt vô cùng u ám, mà vẻ mặt Vô Hy thì có chút nghiêm túc. Ông ta biết cấm địa này, nhưng ông ta chưa từng đi vào. Chỉ có tộc trưởng đầu tiên của Thiên Ma tộc mới biết bên trong cấm địa này rốt cuộc là cái gì, mà tộc trưởng đầu tiên của Thiên Ma tộc đã từng hạ mệnh lệnh chết, không một ai trong Thiên Ma tộc được bước vào cấm địa này. Từ xưa đến nay, từng có một vài người của Thiên Ma tộc bởi vì lòng hiếu kỳ mà đi vào. Nhưng, bọn họ không bao giờ ra nữa. Thiên Ma tộc vô cùng sợ nơi này. Mà hiện tại, Diệp Huyên đi vào rồi. Vô Hy quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, Nhậm huynh, người nói bên trong có một kiếm tu rất mạnh. Nhậm Bình Sinh hỏi lại, người không biết. Vô Hy im lặng. Nhậm Bình Sinh từ từ nhắm hai mắt, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Vô Hy trầm giọng nói, Diệp Huyên kia thì sao? Nhậm Bình Sinh nói, không biết. Vô Hy im lặng một lát, sau đó nói, Nhậm huynh, ta có chút không hiểu. Vì sao các ngươi phải nhất quyết nhằm vào gã Diệp Huyên này? Đây là điều ông ta thấy vô cùng khó hiểu, phải biết rằng, Diệp Huyên không phải là con chó con mèo, có thể tùy ý tiêu diệt. Diệp Huyên rất thần bí, hơn nữa, không ít cao thủ tuyệt thế có quan hệ thân thiết với hắn. Có thể nói, người hộ đạo nhằm vào Diệp Huyên, chẳng khác nào tự tìm phiền phức cho mình. Nhậm Bình Sinh nhẹ giọng nói, ngươi có biết tiên tri không? Vô Hy gật đầu, biết. Một người rất giỏi. Nhậm Bình Sinh nói, trong thư phòng của người này có một thứ đồ cực kỳ bất lợi đối với người hộ đạo chúng ta. Vô Hy nhíu mày, nói như thế nào? Nhậm Bình Sinh nói, lúc ban đầu, mục đích của tiên tri là ngăn cản ngũ duy kiếp, mà hắn cũng biết đến sự tồn tại của chúng ta. Theo như chúng ta biết, hắn đã tạo ra một thần vật đặc biệt nhằm vào người hộ đạo, vật kia thiên khác với chúng ta. Nếu chỉ là như vậy, ta còn không đến mức nhằm vào Diệp Huyên như thế. Mục đích thật sự của hắn không phải ngăn cản ngũ duy kiếp, mà tiêu diệt hoàn toàn ngũ duy kiếp. Tiêu diệt hoàn toàn ngũ duy kiếp.
Vô Hy lắc đầu, khó. Ngũ duy kiếp từ khi thiên đạo biến mất thì đã xuất hiện rồi, mà cho tới bây giờ, ngũ duy kiếp đã xuất hiện rất nhiều lần. Từ xưa đến nay có nhiều cao thủ siêu cấp như vậy, nhưng chưa từng có một ai thực sự ngăn cản được ngũ duy kiếp này. Cho dù là bất bại A là cao thủ siêu cấp năm đó, cũng chỉ có thể bảo vệ đất nước của mình, không thể ngăn cản ngũ duy kiếp. Hơn nữa, bản thân nàng ta cũng bị trọng thương, mất đi trí nhớ. Vô Hy cũng là cao thủ chủ tế cảnh, nhưng nếu bảo ông ta ngăn cản ngũ duy kiếp, đó là chuyện tuyệt đối không thể làm được. Tiên tri muốn tiêu diệt hoàn toàn ngũ duy kiếp, đó chắc chắn chuyện không thể xảy ra. Đúng lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, hắn, có khả năng có thể làm được. Vô Hy nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, người đang nói đùa sao? Nhậm Bình Sinh lắc đầu, năng lực của người này vượt xa cảnh giới của ta và ngươi. Vô Hy nheo mắt, đột nhất trong truyền thuyết. Nhậm Bình Sinh lại lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết, năm đó hắn từng đi tìm thiên đạo, hơn nữa, có thể đã từng gặp được thiên đạo. Thiên đạo, đồng tử của Vô Hy co lại, hắn từng gặp thiên đạo. Những cao thủ cổ xưa như bọn họ có sự kính nể từ sâu trong lòng đối với thiên đạo. Nhậm Bình Sinh gật đầu, năm đó hắn đã tới tinh vực thiên đạo, nhưng người hắn tìm không phải là ta cũng không phải thiên ma tộc của ngươi, mà là thiên đạo. Hắn từng gặp thiên đạo, hơn nữa, còn lấy một vật từ chỗ thiên đạo. Vô Hy nhìn Nhậm Bình Sinh, ngươi làm thế nào mà biết được? Nhậm Bình Sinh lạnh nhạt nói, chính hắn nói ra. Vô Hy hỏi, vì sao hắn lại nói cho ngươi? Nhậm Bình Sinh vẻ mặt không chút biểu cảm, năm đó hắn thiếu chút nữa đã tiêu diệt thiên đạo thành của ta, là ta cam đoan sẽ không xâm phạm đến tinh vực của bọn hắn, hắn mới đồng ý không diệt người hộ đạo, chỉ là không ngờ tới, nhiều năm sau, hắn đã biến mất. Vô Hy nói, đã chết rồi. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, người như hắn có lẽ không có gì có thể giết được hắn, trừ phi tự hắn muốn chết. Lúc này, Vô Hy đột nhiên nói, ta hiểu rồi. Các ngươi giết Diệp Huyên, không chỉ bởi vì trong thư phòng kia có thần vật nhằm vào các ngươi, còn bởi vì trong đó có thứ năm đó tiên tri nhận được từ chỗ thiên đạo, mục đích cuối cùng của ngươi là muốn có được thần vật chưa biết kia, đúng không? Nhậm Bình Sinh gật đầu. Vô Hy trầm giọng nói, vì sao phải nói với ta? Nhậm Bình Sinh nói, ngươi có biết vì sao ta đồng ý cùng sinh tồn với thiên ma tộc các ngươi không? Vô Hy nói, đây cũng là điều ta tò mò. Nhậm Bình Sinh nhẹ giọng nói, ngũ duy kiếp lần này không giống với những lần trước. Vô Hy nhíu mày, có ý gì? Nhậm Bình Sinh trầm lặng một lát, sau đó nói, từ sau khi Diệp Huyên đến ngũ duy, vùng đất Vĩnh Sinh xuất thế, A-La xuất hiện lại trên thế gian. Ác ma tộc và thần linh tộc cũng đều xuất hiện, hư vô duy độ kia hẳn là không bao lâu nữa cũng sẽ xuất hiện trước mắt người đời. Thời kỳ cổ đại, thời đại Hàn Võ Kỷ, thời đại Bạch Ác, các cao thủ siêu cấp của ba thời đại này đều lần lượt xuất hiện, có thể nói, thời đại này đã hội tụ tất cả cao thủ siêu cấp từ thời kỳ cổ đại đến nay. Nói xong, lão ta nhìn về phía Vô Hy, người không cảm thấy có người đang âm thầm thao túng hết thảy mọi chuyện sao? Vô Hy trầm lặng. Nhậm Bình Sinh lại nói, sau khi tiên tri biến mất, những cao thủ từ các thời đại này lần lượt xuất hiện, người cho rằng đây thật sự là trùng hợp sao? Vô Hy trầm giọng nói, ý ngươi là tất cả đều do tiên tri làm. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, ta không chắc, nhưng trực giác nói cho ta biết, hết thảy mọi chuyện chắc chắn có liên quan đến hắn. Nói xong, lão ta nhìn Vô Hy tiên tri, người này mạnh không chỉ ở thực lực của hắn, mà còn cả sự hiểu biết của hắn đối với thế giới này, hiểu biết của hắn đối với thế giới này sợ là còn trên cả thiên đạo, mà hắn từng nói phải tiêu diệt hoàn toàn ngũ duy kiếp. Nhưng với thực lực của một mình hắn thì tuyệt đối không thể làm được, cho nên, theo ta đoán, có lẽ hắn muốn tụ tập cao thủ siêu cấp của các thời đại, để bọn họ cùng nhau chống lại ngũ duy kiếp. Vô Hy lắc đầu, cho dù toàn bộ cao thủ các thời đại tụ tập cùng một chỗ, cũng khó có thể ngăn cản ngũ duy kiếp. Nhậm Bình Sinh hít sâu một hơi, kế hoạch của hắn chắc chắn không chỉ dừng ở đó. Vô Hy im lặng. Nhậm Bình Sinh nói, sở dĩ ta lựa chọn cùng sinh tồn với các ngươi là muốn mời ngươi cùng chống lại ngũ duy kiếp. Vô Hy lắc đầu, không phải người hộ đạo các ngươi phải bảo vệ ngũ duy kiếp dáng thế sao? Nhậm Bình Sinh nói, từng là vậy, nhưng bây giờ, ta có một loại trực giác mãnh liệt rằng thiên đạo sẽ không bảo vệ chúng ta. Cái chết của thiên tử làm cho ta càng thêm khẳng định suy nghĩ này.
Thiên tử là người được trời lựa chọn, nhưng bị Diệp Huyên chém giết, người không chỉ không ra tay, mà còn không giáng tội, ta biết, người có thể đã từ bỏ chúng ta rồi. Phô Hy trầm giọng nói, lúc trước các người có thể sống sót là nhờ vào thiên đạo. Nhậm Bình Sinh gật đầu, nhưng hiện nay chúng ta đã mấy vạn năm chưa liên hệ với thiên đạo rồi. Lần này ngũ duy kiếp tới, nếu thiên đạo không che chở chúng ta cũng sẽ giống các ngươi, đều phải chết. Phô Hy nhìn Nhậm Bình Sinh, người muốn liên thủ cùng ta. Nhậm Bình Sinh khẽ gật đầu, thời đại hiện nay, cho dù là thiên đạo thành cả ta, hay là thiên ma tộc của ngươi, đều không có thể độc tôn, chúng ta liên thủ sẽ có lợi cho cả hai bên. Mà Diệp Huyên kia có thư phòng, có chìa khóa, nếu có thể giết hắn, lấy được thứ ở bên trong đó, sẽ có thêm rất nhiều hy vọng sống sót. Cho dù thần vật mà tiên tri để lại kia không thể tiêu diệt ngũ duy kiếp, nhưng tuyệt đối có thể giúp chúng ta sống sót trước ngũ duy kiếp. Phô Hy lắc đầu, người hẳn là biết Diệp Huyên không đơn giản. Không cái khác, chỉ là tiểu đạo kia. Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, bản thân nàng ta cũng có tính toán với Diệp Huyên. Phô Hy hỏi, nói như thế nào? Nhậm Bình Sinh nói, nàng ta tiếp cận Diệp Huyên, cho Diệp Huyên nhiều lợi ích, nàng ta không thể nào vô duyên vô cớ mà giúp đỡ Diệp Huyên. Về phần kết thiện duyên, Diệp Huyên vẫn chưa đến mức khiến nàng ta phải kết thiện duyên. Tóm lại, thư phòng của Diệp Huyên là một cơ hội cho chúng ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Phô Hy thấp giọng thở dài, ngũ duy kiếp. Nhậm Bình Sinh nhìn Phô Hy, người nghĩ thế nào? Phô Hy nhìn về phía cấm địa, đã không còn quan trọng nữa rồi. Ta cảm thấy hắn không có khả năng sống sót đi ra từ trong đó. Lúc này, Nhậm Bình Sinh đột nhiên nói, nếu hắn thật sự là người được tiên tri chọn, vậy hắn có khả năng sống sót đi ra. Phô Hy trầm lặng. Nhậm Bình Sinh nói, đợi, hắn nhất định sẽ đi ra, nếu hắn đi ra, ngươi và ta liên thủ, hắn tuyệt đối không có khả năng sống. Ngươi và ta hai người liên thủ, cho dù sau khi giết hắn có nhân quả vô cùng lớn, ngươi và ta sợ cái gì? Phô Hy nhìn vùng cấm địa kia, dần dần, ánh mắt ông ta trở nên lạnh như băng. Chấm 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 chấm. Kiếm Tông, Huyền Không Sơn. Diệp Huyên đang trồng rau, cô gái ở một bên quét dọn. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía cô gái, Tuyết tỷ, ngươi có biết cô gái váy trắng không? Cô gái nhìn thoáng qua Diệp Huyên, biết. Diệp Huyên lại hỏi, tỷ có đánh lại được nàng ta không? Cô gái lắc đầu, ta đánh không lại, nhưng cha của ta có thể đánh với nàng ta. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người, sau đó lại hỏi, cha của tỷ là ai? Lợi hại như vậy. Cô gái cười cười, trong mắt hiện lên sự sùng bái, cha của ta à? Người đời đều gọi ông ấy là. Cô gái nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, không nói nữa. Diệp Huyên chớp mắt, hỏi, gọi là gì? Cô gái chớp mắt cười, kẻ điên. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, kẻ điên. Cô gái gật đầu, phải. Hắn còn muốn nói gì đó, cô gái đột nhiên đặt cây chổi xuống, rồi nói, mấy ngày nay trồng rau có gì tâm đắc không? Diệp Huyên lắc đầu, cảm giác chẳng có gì tâm đắc cả. Cô gái đáp, vậy thì là do tâm của ngươi vẫn chưa đủ tĩnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, phải làm thế nào mới có thể tĩnh được? Cô gái đáp, tự lĩnh ngộ. Dứt lời, cô gái xoay người rời đi. Tự lĩnh ngộ. Duyên Huyên đứng ngay tại chỗ, trầm mặc. Lúc này, tầng 9 đột nhiên nói, cô gái này không đơn giản a. Diệp Huyên hỏi, sao lại nói vậy? Tầng 9 đáp, thực lực của cô ấy, nhất định không thua gì A-La. Không chỉ có cô ấy, mà ngay cả ông già bên cạnh gọi cô ấy là tiểu thư cũng không đơn giản. Điều khiến ta hiếu kỳ là, tại sao cô gái này lại biết ngươi? Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng hiếu kỳ. Tầng 9 đột nhiên nói, ngươi nói, liệu có phải là bởi vì cha ngươi nên cô ta mới biết ngươi không? Diệp Huyên trầm giọng đáp, ta nghĩ có khả năng. Tầng 9 thấp giọng thở dài, ta ở với ngươi lâu như vậy, lại phát hiện ra ngươi càng lúc càng thần bí. Diệp Huyên. Trong khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên mỗi ngày đều là trồng rau, sau khi trồng rau xong, thì là nấu cơm. Cô gái thần bí hết lời khen ngợi tài nghệ nấu nướng của Diệp Huyên. Vào ngày này, cô gái thần bí đến trước đại điện Kiếm Tông, cô nhìn bức tượng của người đàn ông mặc thanh sam, suy tư. Phía sau cô là ông lão tóc bạc vác hộp kiếm trên lưng. Ông lão tóc bạc đột nhiên nói, tiểu thư, hắn thật sự là...
Cô gái thần bí cười nói, ông nói xem. Nghe vậy, ánh mắt của ông lão tóc bạc đột nhiên lạnh xuống, trước đó người bên ngoài kia dám đuổi giết hắn, lúc đó lão nô không nên nương tay. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Cô gái thần bí đột nhiên nói, làm gì thế? Ông lão tóc bạc lạnh lùng nói, lão nô đi giết hắn. Cô gái thần bí lắc đầu, không cần. Ông lão tóc bạc có chút không hiểu, tiểu thư, tại sao? Cô gái thần bí khẽ đáp, chuyện của hắn, để tự hắn giải quyết. Ông lão tóc bạc muốn nói lại thôi. Cô gái thần bí lại nói, hắn vẫn còn quá yếu. Ông lão tóc bạc đáp, hắn vẫn còn trẻ mà. Cô gái thần bí cười nói, không còn trẻ nữa. Nói đoạn, cô quay đầu lại liếc nhìn về phía Diệp Huyên đang ở đằng xa, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, giờ phút này, ta mới hiểu tại sao năm đó cha lại làm như vậy. Nhân quả trên người hắn, thật sự là quá quá nhiều. Hơn nữa, còn rất phức tạp. Ông lão tóc bạc nói, chủ nhân không có cách nào cắt đứt những nhân quả này sao? Cô gái thần bí lắc đầu, không thể. Ông lão tóc bạc có chút không hiểu, tại sao? Cô gái thần bí cười nói, bởi vì hắn ta chính là ngọn nguồn của mọi nhân quả, thì làm sao mà cắt đứt? Giết hắn sao? Ông lão tóc bạc trầm mặc. Cô gái thần bí lại nói, kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy sắp tới, hắn chính là mấu chốt. Ông lão tóc bạc nói, tiểu thư, chúng ta phải dẫn hắn đi sao? Cô gái thần bí lắc đầu, tạm thời thì chưa. Hắn vẫn cần phải chịu một chút khổ nữa mới được. Hắn hiện giờ, ý thức về nguy cơ vẫn còn quá kém. Hơn nữa, có chút cà lơ phất phơ, nên để cho hắn chịu khổ nhiều thêm một chút nữa mới được. Ông lão tóc bạc do dự một chút rồi nói, rất nguy hiểm. Cô gái thần bí cười nói, vẫn chưa đủ nguy hiểm. Một chủ tể cảnh còn con mà hắn cũng không thể đối phó được, thì sau này làm sao có thể cùng với chúng ta đối mặt với đám người đó. Nói đoạn, dường như nghĩ đến điều gì đó, cô lắc đầu thở dài, tâm tư của tên này còn nhiều hơn cả cha năm đó, hoa hòe hoa sói, ta cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Ông lão tóc bạc nói, hắn ở tuổi này kiếm đạo nhập phàm, đã là rất ghê gớm rồi. Cô gái thần bí khẽ mỉm cười, cô không nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn về phía tượng người đàn ông mặc thanh sam, trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu. Thế giới này nguy hiểm hơn những gì mà cô thấy. Trong vườn rau, ông lão tóc bạc đột nhiên bước tới bên cạnh Diệp Huyên, Diệp Huyên nhanh chóng đặt bình tưới cây trong tay xuống, cung kính hành lễ tiền bối. Ông lão tóc bạc khẽ gật đầu, không cần đa lễ, cứ gọi ta là cổ lão là được rồi. Diệp Huyên đáp, cổ lão, người là người của kiếm tông sao? Ông lão tóc bạc gật đầu, phải. Diệp Huyên nói, kiếm tông hiện giờ còn có bao nhiêu người? Ông lão tóc bạc nói, rất nhiều, có điều, một số người lớn mạnh thực sự đều không ở đây, bọn họ đã đi đến nơi khác rồi. Diệp Huyên hỏi, nơi khác? Ông lão tóc bạc gật đầu. Diệp Huyên do dự một chút rồi nói, vậy người đàn ông mặc thanh sam là tổ sư của kiếm tông, đúng không? Ông lão tóc bạc gật đầu, phải. Diệp Huyên nói, ông ấy vẫn còn sống, đúng không? Ông lão tóc bạc gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên trầm giọng nói, ông ấy hiện giờ đang ở đâu? Ông lão tóc bạc nhìn Diệp Huyên một cái, ở một nơi rất xa. Diệp Huyên tiếp tục hỏi, nơi nào? Ông lão tóc bạc nhìn Diệp Huyên, người rất muốn biết sao? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão tóc bạc nói, thực lực hiện giờ của ngươi có chút yếu, phải trở nên mạnh hơn một chút, đợi sau khi ngươi trở nên mạnh hơn, ngươi liền có thể đi đến nơi đó. Diệp Huyên. Ông lão tóc bạc đột nhiên nói, ngươi có thể hỏi ta vài câu về kiếm đạo. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người, sau đó vui mừng khôn xiết. Hắn hiện giờ chính là thiếu một người có thể chỉ điểm cho hắn ở phương diện kiếm đạo. Tự mình tìm hiểu, quả thực là quá khó. Bên trong tiệm cầm đồ ở vô biên địa hạ thành, tiểu đạo đang ngồi sau quầy, ngủ ngáy o o. Đúng lúc này, một người đàn ông bước vào tiệm cầm đồ, người đàn ông này không phải ai khác, chính là Lâm Ma của thiên ma tộc kia. Lâm Ma nhìn tiểu đạo phía sau quầy, khẽ hành lễ, bái kiến tiểu đạo tiền bối. Tiểu đạo ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Ma, thiên ma tộc. Lâm Ma lại hành lễ một lần nữa, đúng vậy. Tiểu đạo nhàn nhạt nói, có chuyện gì? Lâm Ma nói, muốn tiểu đạo cô nương chứng thực hai chuyện. Tiểu đạo cười đáp, ta thu phí không ít đâu.
Lâm Ma gật đầu, sẽ khiến tiểu đạo cô nương hài lòng. Tiểu đạo khẽ mỉm cười, nói đi. Lâm Ma nói, nếu như thiên ma tộc ta nhắm vào Diệp Huyên, liệu tiểu đạo cô nương sẽ nhúng tay không? Tiểu đạo nhìn Lâm Ma, không nói gì. Lâm Ma đang định hỏi, tiểu đạo đột nhiên nói, câu hỏi này, ta tặng miễn phí cho ngươi đấy. Ta và Diệp Huyên, có thể coi như là một nửa bằng hữu, có điều, nếu các ngươi ra tay với hắn, ta sẽ không ra tay, cũng không đến lượt ta ra tay, chuyện của hắn, ta thật sự không muốn quản quá nhiều, quản càng nhiều càng thêm phiền phức. Nét mặt của Lâm Ma khẽ thả lỏng, còn một chuyện nữa, theo như bọn ta được biết, phía sau Diệp Huyên có một cô gái váy trắng thần bí, người này rốt cuộc là ai? Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc nhẫn đặt lên trên quầy của tiểu đạo. Tiểu đạo lắc đầu, câu hỏi này, thì các ngươi đừng hỏi nữa. Lâm Ma có chút không hiểu, tại sao? Tiểu đạo cười nói, bởi vì cái giá của câu hỏi này rất đắt, dùng đồ của cả thiên ma tộc ngươi cũng hỏi không nổi, hiểu chưa? Nghe vậy, sắc mặt của Lâm Ma lập tức xa sầm cô gái váy trắng này rốt cuộc là ai? Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, thiên ma tộc ngươi và người hộ đạo đều đã liên thủ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 92.